thông vệ tinh không chương 620, nguyên lai like là như vậy. Hả? La Phong sáng mắt lên. Xem ra, việc Ngân Tuyết Hầu cơ thiên tàng ngăn trở cơ thanh và đại ca yêu nhau thật sự là có nguyên nhân. Ngồi đi. Ngân Tuyết Hầu chỉ qua bên cạnh. La Phong gật đầu, ngồi xuống. Cơ thanh. Ngân Tuyết Hầu ngồi xuống, rồi rót cho mình một chén rượu, đồng thời nói tiểu tử đó là hậu duệ ưu tú nhất gia tộc cơ thị ta trong vô số năm qua. Ta lần đầu tiên gặp tiểu tử đó, cũng chỉ vẻn vẹn trò chuyện với nó vài câu, từ trong giọng nói đã kinh hỉ phát hiện ra chỗ bất phàm của nó. La Phong lặng lẽ lắng nghe. Nó là thiên tài, là một thiên tài tuyệt thế của gia tộc cơ thị. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười, đúng thế, nó là thần niệm sư trường phái huyển thuật sư. Huyển thuật sư. La Phong nhướng mày một cái lúc trước trong lần thiên tài chiến, cũng vẻn vẹn chỉ có huyễn ma gia lai tây là có thể xuất đầu. Có thể thấy một điểm. Huyễn thuật sư mà muốn có thành tựu phải khó khăn như thế nào? Ừm, một thiên tài huyễn thuật sư, do được liên minh dòng binh vũ trụ thu nạp vào tầng trung tâm. Ngân tuyết hầu mỉm cười, ngươi hẳn là cũng hiểu, người có thể thành tựu kinh người về phương diện huyễn thuật sư đều hiểu rõ ràng về nhân tính. La Phong gật đầu. Trở thành huyễn thuật sư cường đại, yêu cầu cực cao. Về mặt nhân tính, dục vọng, vân vân phải có giải thích rất sâu sắc. Cơ thanh thiên tài như vậy, nên đối với phương diện nhân tính, dục vọng, cũng hiểu việc rất rõ ràng. Căn bản ta không cần quan tâm. Ngân tuyết hầu cười nói, nó mà làm việc, ta cũng rất yên tâm. Hơn nữa việc yêu đương trong vũ trụ, một cường giả cũng có ngàn vạn phối ngẫu, là việc vô cùng bình thường. Một nam nhân cường đại có vô số nữ nhân, nữ nhân cường đại cũng có vô số nam nhân dựa theo tính cách của ta đừng nói cơ thanh và hồng ái mộ lẫn nhau cho dù nó có ngàn vạn nam nhân ta cũng không quá để ý la phong nghi hoặc nhìn ngân tuyết hầu lời này có ý gì đây đã không thèm để ý vậy tại sao lại ngăn trở cơ thanh và hồng ngăn trở cơ thanh và hồng không phải là do ta ngân tuyết hầu trịnh trọng nhìn la phong là sư phụ của nó huyễn linh vương là sư phụ của nàng La phong kinh hải biến sắc, huyển linh vương, là là tồn tại vĩ đại của si bạc tộc, huyển linh vương sao? Từng ngân tuyết hầu trịnh trọng gật đầu. La phong thoáng cái đã cảm thấy mình như trùng xuống. Đi theo sư phụ chân diễn vương, được nghe hắn dạy bảo, cũng đã nghe sư phụ đề cập qua về một vài nhân vật cực kỳ lợi hại. Thiên vũ vương là một người như vậy. Huyển linh vương là một thành viên phe liên minh dông binh vũ trụ là một nhân vật vô cùng đáng sợ trong các bất hủ thần linh cấp Phong Vương. Mặc dù chỉ thông qua được thông thiên kiều tầng thứ 19, tự hồ về phương diện cảm ngộ quy luật vũ trụ cũng kém hơn chân diễn vương, thiên vũ vương một tầng, nhưng vì bà này lại là huyễn thuật sư vô cùng quỷ dị, do đó, trong số các bất hủ cấp Phong Vương, Huyễn Linh Vương cũng thuộc loại một trong những tồn tại đáng sợ nhất. Một khi bị bà công kích, bất tri bất giác có thể bị mê muội vào huyễn cảnh bà chết. Hơn nữa cái bưu hãng nhất chính là số nô lệ của bà những thần linh bất hủ nô lệ bị bà khống chế tổng cộng có 91 người. Cấp phong hầu có 79 người, bất hủ cấp phong vương có tới 2 người. Kỹ năng khống chế này còn mạnh hơn cả chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác. Lúc đó nghe nói về việc này, La Phong đã vô cùng chấn động. Thật sự quá lợi hại. Chỉ cần khống chế bất hủ nô lệ cũng đã có tới 91 vị. Còn có hai cấp phong vương phải biết rằng sư phụ mình chân diễn vương dạy bao nhiêu đệ tử cũng mới dạy ra được một đệ tử bất hủ thần linh cấp phong vương thôi huyễn linh vương có địa vị vô cùng tôn sùng la phong nhíu mày cho dù cơ thanh là đệ tử của bà bà cũng không cần phải quản như vậy chứ chẳng lẽ thành đệ tử bà là không thể tình tự sao đúng là như thế ngân tuyết hầu lắc đầu cảm thán nói la phong không biết ngươi đã từng thu thập được tư liệu về các đệ tử huyễn linh vương chưa dưới trướng huyễn linh vương gồm 19 người. Trong 19 đệ tử này, có 7 nam tử, 12 nữ tử. Còn 19 đệ tử này đã sống một thời gian rất dài, có những tồn tại trên tỷ tỷ năm. Nhưng họ lại có một điểm chung, có điểm chung. La Phong càng thêm nghi hoặc. 19 người này không hề có ai phối ngẫu. Ngân Tuyết Hầu Trịnh Trọng nói. Hả? La Phong cả kinh. Vũ trụ mênh mông, cho dù nữ nhân hoặc nam nhân đã hoàn toàn khô cằn tình cảm, thì có lẽ trong vũ trụ khổng lồ vẫn có thể chạm mặt một kỳ nữ mà MFR phải yêu tha thiết. Do đó 19 đệ tử mà không hề ai có phối ngẫu, thì quả là rất kỳ quái. Lúc trước huyển Linh Vương từ một nguồn tin biết được việc giữa cơ thanh và hồng, lập tức vô cùng giận dữ, hỏi thẳng ta. Ngân Tuyết Hầu Trịnh Trọng nói, bà hỏi. Thanh Thanh đã làm việc yêu đương kia chưa, chỉ nhìn vào khí tức ta cũng có thể cảm ứng được sinh mạng khí tức của Thanh Thanh còn rất thuần nhất, không có việc đã từng yêu đương. Huyễn Linh Vương sau khi biết được việc này mới bớt giận. Hơn nữa nghiêm lệnh cho ta, phải ngăn cản việc giữa Thanh Thanh và Hồng. Nếu không bà chỉ có thể đuổi Thanh Thanh đi, không cho Thanh Thanh làm đệ tử bà nữa. La Phong giật mình. Ngân Tuyết Hầu nhìn La Phong, nhẹ nhẹ thở dài, ngươi cũng hẳn là hiểu tại sao ta phải ngăn cản. Không phải ta muốn ngăn cản, mà là do huyễn linh vương muốn ngăn cản đó chỉ có mỗi thiên tài tuyệt thế không là là không đủ đâu còn cần phải có sư phụ tốt nữa gia tộc cơ thị ta vô số năm qua sinh ra một thiên tài ưu tú nhất ta sao có thể nhìn nó bị huyễn linh vương trục xuất khỏi cửa la phong gật gật đầu ý của ngân tuyết hầu rất dễ hiểu có thể việc bái làm môn hạ của một vài tồn tại vĩ đại là cực khó tỉ như mình có một nghìn người thì cuối cùng cũng không tới 10 người có thể được bất hủ thần linh cấp phong vương thu vào làm môn hạ, chứ đừng nói bái nhập bất hủ cấp phong vương làm môn hạ. Đây đều xem như môn hạ tồn đại đỉnh cao nhất, đã này thật sự cần có kỳ ngộ. Sao lại như thế, huyển linh vương thu đồ đệ thôi mà, có cần phải can thiệp vào cảm tình đệ tử không? La Phong nhíu mày. Nguyên nhân này thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ngân tuyết hầu lắc đầu, ta chỉ biết là... Viễn Linh Vương không để cho đám môn hạ đệ tử nảy sinh cảm tình, nếu không sẽ đuổi ra khỏi cửa. Việc này, La Phong cảm thấy buồn rầu. Sau này nên làm gì? Viễn Linh Vương, đây là một nhân vật rất gần với Thiên Vũ Vương, Chân Diễn Vương. La Phong quét một quan nhìn bốn phía. Trong đám thần linh bất hủ tại càng vu vũ trụ quốc, ai ai cũng ngồi trên ghế cao, nhưng trong số những người này căn bản không một bất hủ thần linh cấp phong vương nào cả. Còn trong đám nô lệ bất hủ của huyện Linh Vương đã có tới hai bất hủ cấp phong vương, huyện Linh Vương, hoàn toàn có thể không đếm xỉ gì tới đám người ở đây. Ta có địa vị tới đâu mà đứng trước mặt huyện Linh Vương thì căn bản cũng vô dụng. Cho dù là sư phụ, nhiều nhất cũng chỉ làm huyện Linh Vương đối đãi ngang hàng thôi, cũng không thể làm huyện Linh Vương phải cúi đầu. La Phong thầm nghĩ chân diễn vương, huyễn linh vương, một là thực lực rất gần nhau, hai là lại thuộc hai phe. Huyễn linh vương đối mặt với chân diễn vương cũng không cần phải khuất phục. Ngân tuyết hầu, có biện pháp gì không? La Phong nhìn ngân tuyết hầu. Ta biết sao được. Ngân tuyết hầu lắc đầu, huyễn linh vương không hề xem ta ra gì. La Phong cau mày. Nếu sư phụ ngươi chân diễn vương ra mặt, có lẽ còn có chút cơ hội. Ngân tuyết hầu đột nhiên nói. La Phong liếc mắt nhìn Ngân Tuyết Hầu. Loại việc như thế này mình cũng không muốn sư phụ ra mặt. Ta đã nói cho ngươi nguyên nhân rồi, những việc khác thì ta không làm gì được đâu, ta cũng nói rõ cho ngươi một việc. Thanh Thanh có thể bái làm đệ tử Huyễn Linh Vương là một kỳ ngộ cầu cũng không cầu được. Ta tuyệt đối không để cho nó bị đuổi đâu. Ngân Tuyết Hầu nhìn La Phong. Sảnh chính yến hội sảnh. Những nhân vật vĩ đại ở càng vu vũ trụ quốc trò chuyện tốt năm tốt 3, còn trong một góc yến hội sảnh, bốn người hồng, bạc thiêm tạp, lạc, địch luân, đang đứng cùng nhau. Không biết lão Tam nói chuyện tới đâu rồi. Hồng nhìn ra xa xa, nơi La Phong đang nói chuyện với Ngân Tuyết Hầu. Đừng nóng. Lạc tóc hoa râm mỉm cười, La Phong điện hạ địa vị đặc thù, sau lưng lại có ba cự đầu phân bộ càng vu ủng hộ. Cho dù Ngân Tuyết Hầu, cũng phải nể mặt La Phong điện hạ. Có thể không nể mặt ta, nhưng hắn không dám không nể mặt La Phong. Bạc thiên tạp cao gầy đầu đầy mụn nhọt cũng mỉm cười nói, nam tử đầu trọc hắc bào địch luân hừ nhẹ một tiếng, trong các thần linh bất hủ ở yến hội sảnh, phần lớn đều không ít bất hủ rất mạnh, nhưng họ cũng không dám không nể mặt điện hạ đâu hồng nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn hai người La Phong, ngân tuyết hầu xa xa. Một lát sau La Phong và ngân tuyết hầu trò chuyện xong, rốt cục xoay người, đi thẳng về phía hồng. Lão Tam Hồng nên đón đại ca la phong đi tới vẻ mặt phức tạp hồng thấy vẻ mặt la phong nhất thời trong lòng cảm thấy không ổn chuyện gì thế hồng thì thào đại ca la phong cũng thấy khó có thể mở lời là như thế này người chính thức ngăn trở ngươi và cơ thanh tuyệt không phải là ngân tuyết hầu mà là huyễn linh vương còn huyễn linh vương la phong cẩn thận miêu tả một chút cũng miêu tả chỗ đáng sợ của huyễn linh vương ba người bạch thiêm tạp, lạc, địch luân cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Việc là như thế đó. La Phong nhìn hồng. Sau lưng lại có huyễn linh vương à, bạch thiêm tạp biến sắc, huyễn linh vương này cực khó chơi. Địch luân nhíu mày, cho dù sư phụ ta có ra mặt, phỏng chừng cũng chẳng ăn thua, trừ phi là sư tổ ra mặt. Có thể hơi có công dụng. Lạc tóc hoa râm nhíu mày, nhìn hồng, thấp giọng đồ nhi. Đã là huyễn linh vương cản trở, hơn nữa trong các đồ đệ của huyện linh vương ai cũng đều độc thân vậy nhất định huyện linh vương tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi quy củ của bà đâu theo ta thấy ngươi nên bỏ qua đi hồng lặng lẽ đứng đó bỏ qua đi hà tất quan tâm tới một nữ nhân bạc thiên tạp cũng khuyên nhìn cho rõ vấn đề cũng không có gì lớn đâu cũng có thể bỏ qua nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng cũng phải kiên trì hồng khẽ mỉm cười nhìn về phía bạch thiêm tạp sư phụ bạch thiêm tạp tiền bối ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua đâu lão tam hồng nhìn về phía la phong có việc gì cần ta làm cứ việc nói la phong nhìn đại ca lần này cũng thật sự đã làm phiền ngươi nếu không e rằng ngay cả nguyên nhân ba ta cũng không biết hồng lắc đầu cười e rằng trong mắt họ căn bản không thèm giải thích nguyên nhân với ta Ta bây giờ có một việc cần ngươi hỗ trợ, cũng là một việc cuối cùng. Đại ca, nói thẳng đi. Ngươi và ta từ địa cầu ra, vốn là huynh đệ sinh tử, không cần nhiều lời. La Phong nhìn Hồng. Ta muốn. Hồng nhìn La Phong gặp huyễn Linh Vương một lần. Bốn người La Phong, Địch Luân, Bạch Thiên Tạp, Lạc đều bị làm cho giật bắn người, gặp huyễn Linh Vương. La Phong, Địch Luân, Bạch Thiên Tạp, Lạc đều có nhãn giới cực cao, cũng biết trong một quốc gia vũ trụ của nhân tộc đều có một vài tồn tại đỉnh cao. Tỷ như một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ mà muốn gặp chân diễn vương, cứ muốn gặp là có thể gặp à. Thuần túy là nằm mơ. Tương tự như vậy, muốn gặp huyễn linh vương là có thể gặp được sao? Đại ca. La Phong nhíu mày. Muốn gặp huyễn linh vương, mà mình lại chẳng hề có chút giao tình nào với huyễn linh vương cả, mà chẳng chẳng hề gặp qua lần nào hết không làm được hồng nhìn la phong nếu thật sự không làm được vậy đừng nóng la phong lắc đầu đại ca ta chỉ có thể nói là để ta thử xem sao từng hồng khẽ gật đầu kiến hội tiếp tục tiến hành la phong bưng chén rượu đi tới bên cạnh ngân tuyết hầu la phong ngân tuyết hầu ngồi đó khẽ nâng chén ra hiệu thần linh bất hủ dự hám và giới chủ cơ phong yên bên cạnh đều vội đứng dậy tránh xa lúc này chỉ còn một mình la phong ngồi đối diện với ngân tuyết hầu cười nói ngân tuyết hầu ta có chuyện làm phiền ngươi chuyện gì cứ việc nói ngân tuyết hầu cơ thiên tàng nhìn la phong hắn hơi khinh thường hồng nhưng đối với la phong thì hắn vẫn rất coi trọng một thiên tài tuyệt thế có thể sáng chói ở trung tâm công ty vũ trụ giả thả sau lưng lại có chân diễn vương ủng hộ, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ rất đáng sợ. La Phong cười nói, xin Ngân Tuyết Hầu hỗ trợ gửi một tin nhắn. Tin nhắn. Ngân Tuyết Hầu nheo mắt, nghi hoặc hỏi, là gửi cho, viễn Linh Vương. La Phong gật đầu. Ngân Tuyết Hầu thầm kinh hãi. Ta sẽ viết ra nội dung tin nhắn, đương nhiên cũng sẽ để Ngân Tuyết Hầu xem qua. La Phong cười nói, bất luận có tin nhắn được cho Ngân Tuyết Hầu hay không, nhưng đã nhắn tin thì đương nhiên không thể để Ngân Tuyết Hầu khó xử được. Ha ha, chút việc như thế này thì ta yên tâm, tin rằng La Phong ngươi cũng không nên chọc cho huyễn Linh Vương tức giận chứ. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười gật đầu. Ừm, đây là nội dung. La Phong đưa cổ tay ra. Màn hình trên cổ tay hiện lên một tin nhắn, nội dung tin nhắn đã mở. Ngân Tuyết Hầu nhìn qua màn hình hắn muốn gặp huyển linh vương thật thật là dũng cảm hắn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ lại không có bối cảnh địa vị đặc thù gì cả huyển linh vương có thân phận như thế nào sao lại phải gặp mặt hắn ngân tuyết hầu chấn động nghi hoặc nhìn la phong la phong ngươi có cần phải thay hắn xuất đầu như vậy không cũng như anh em ruột đương nhiên phải hỗ trợ la phong nói hừ ngân tuyết hầu gật đầu ta thay ngươi gửi tin nhắn này cho huyễn linh vương về phần huyễn linh vương có nguyện ý muốn gặp ngươi và hồng không thì phải xem vào vận khí rồi ngân tuyết hầu cười nói ta đưa ra đề nghị giả thiết sư phụ ngươi chân diễn vương nguyện ý ra mặt bất luận như thế nào huyễn linh vương khẳng định sẽ gặp mặt ngươi la phong cười lắc đầu không đến lúc thật sự không còn có cách nào khác cũng không nên cho sư phụ ra mặt sư phụ dạy mình đã có ân huệ vô hạn còn để sư phụ phiền não vì mình, vậy sư phụ có khác gì bảo mẫu chứ? Đây là hành vi rất bất kính. Đã gửi. Ngân Tuyết Hầu nhìn về phía La Phong, một khi Nguyễn Linh Vương nguyện ý gặp ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cảm ơn. La Phong cười nói, ta đã báo số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta cho ngươi rồi, ngươi có thể liên lạc với ta. Vai chính bữa yến chào mừng này là La Phong. Trong quá trình yến hội tiến hành, La Phong cũng bưng chén rượu đi trò chuyện với các thần linh bất hủ vĩ đại. Những thần linh bất hủ ấy cũng không dám kinh thị tiểu gia hỏa trước mắt này dù sao tiểu gia hỏa đó cũng có quyền lực có thể ảnh hưởng tới họ rồi. Yến hội chấm dứt. Nhưng Ngân Tuyết Hầu vẫn không nhận được hồi âm gì của Huyễn Linh Vương. Khung Ngọc Tinh, La Thị Trang Viện. Các lãnh đạo chính thức càng vu vũ trụ quốc, ai nấy đều đáp phi thuyền vũ trụ rời đi. Đến cả kia ba cự đầu, tử điện hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cũng đều ly khai. Đêm. Khách nhân đã đi, La Phong một mình một người yên tĩnh đi lại trên hành lang cung điện rộng lớn. Đại ca. La Phong liếc mắt thấy nam tử áo đen hồng xa xa đang lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ. La Phong như một cơn gió phóng qua lan can, bước vài bước đã đi tới bên người hồng. Hồng quay đầu lại nhìn La Phong, "Ngồi đi. Còn phiền não à?" La Phong ngồi xuống cười nói, không phải phiền não, chỉ là đang đợi. Hồng quay đầu cười nhìn La Phong, chờ đợi cơ hội tới. Bất luận làm sao, ít nhất đêm nay ta cũng đã biết được tại sao Ngân Tuyết hầu găng trở việc giữa ta và Cơ Thanh. Biết rõ được nguyên do, ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết trở ngại. Rất tự tin há. La Phong cười nói. Không có một chút tin tưởng nào. Chỉ là có một số việc nên làm. Hồng cười nói, phải cố gắng như vậy sẽ không hối hận cho dù bây giờ ta không làm được nhưng tương lai đợi khi thực lực ta trở nên mạnh hơn thậm chí còn mạnh hơn huyễn linh vương tự nhiên có thể đưa thanh thanh đi la phong kinh ngạc nhìn đại ca mạnh hơn huyễn linh vương không biết phải nói là đại ca mạnh miệng hay là nói hắn rất tự tin huyễn linh vương một siêu tồn tại tuyệt đối có thể nói là tung hoành vũ trụ lật tay e rằng có thể làm cho vô số người chết làm cả một đám thần linh bất hủ mê muội vào huyển cảnh mà chết trong lòng vô hạn tiền đồ sẽ vô hạn hồng nhìn la phong lão tam đừng để trong lòng sợ hãi nếu đến cả ngươi cũng cảm thấy đó là việc rất khó vượt qua thì trong đời thật làm sao có thể thực hiện được chứ la phong giật mình trong lòng vô hạn tiền đồ sẽ vô hạn siêu tồn tại lợi hại tới mấy cũng phải bước từng bước thôi hồng cười nói chỉ cần ngươi luôn tiến bộ luôn tiến bộ thì tuổi thọ của ngươi sẽ vô hạn vậy việc trở thành tồn tại vĩ đại nhất trong vũ trụ cũng tuyệt không phải là điều không thể la phong khẽ gật đầu đột nhiên đã giật mình vội dùng ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định trong nháy mắt đã trở về đại ca la phong nở nụ cười hả hồng nhìn la phong nở nụ cười nhìn vẻ mặt ngươi tự hồ có việc tốt rồi ta vừa nhận được thư của Ngân Tuyết Hầu. La Phong mỉm cười. Ngân Tuyết Hầu gửi thư à. Hồng sáng mắt lên. Ừm, hắn gửi nội dung hồi âm của huyễn Linh Vương. La Phong mỉm cười nói. Đáp ứng rồi chứ. Đôi mắt Hồng lóe ra những tia sáng như ánh mặt trời. La Phong mỉm cười gật đầu. Đúng, huyễn Linh Vương sẽ cử nhân viên dưới trướng tới cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, đưa chúng ta đi tới cung điện của bà để bái kiến. La Phong nói, do đó từ giờ trở đi, chúng ta thời khắc nào cũng nên phân ra chút ý thức ở lại mạng vũ trụ giả định, chờ đợi để tiếp kiến huyển Linh Vương. Hồng gật đầu. Vũ trụ giả định, tiểu khu cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. La Phong, Hồng nhìn nam tử trước mắt, đây là một nam tử mặt chiến khải, chiều cao ước ba thước, có một đôi cánh chim màu đen, trên trán mọc vài chục sừng nhọn đen dài ngắn không đồng nhất. Nam tử có đôi cánh đen này đang mỉm cười nhìn La Phong, đệ tử chân diễn vương la phong xin chào ta là đệ tử huyễn linh vương bố xá lạc xin chào bố xá lạc la phong gật đầu đây là gia hỏa muốn cười tiểu sư muội à nam tử có đôi cánh đen nhìn thoáng qua hồng hơi nhếch mép tự hồ hơi khinh thường hồng vừa muốn trả lời nam tử có đôi cánh đen đã chuyển hướng qua la phong chúng ta đi đi sư phụ đang chờ các ngươi cũng tốt la phong gật đầu lúc này đưa hồng, cùng nam tử có đôi cánh đen nhanh chóng ly khai tiểu khu cửu tinh loan. Cách tiểu khu cửu tinh loan một không xa có một cái truyền tống điểm, truyền tống ly khai luôn. Xoát! Ba người la phong, hồng, nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc, chợt xuất hiện trên quảng trường, trong một cung điện mênh mông. ầm ầm Sóng biển đánh vào bờ, cả cung điện cao ước 10 vạn km, phân ra 9 tầng. Tầng thấp nhất ở rất gần bờ biển còn đám La Phong vừa xuất hiện ngay ở quảng trường cung điện. Thuộc tầng thứ năm của cung điện này. Đi theo ta. Nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường, tiến vào cung điện sâu thẳm, một đường di chuyển. Cho dù là Hồng, cũng đã bước vào cấp vũ trụ. Do đó tốc độ di chuyển của ba người vẫn rất nhanh. Một lát sau đã đi tới tầng thứ bảy. Đây là một gian điện sảnh u tĩnh cửa điện sảnh đang đứng những nữ tử mặt lụa trắng mềm mại như mây mù, có một cái đuôi lông xù phía sau khẽ phất. Nữ tử này có con ngươi màu tím động lòng người. Khi các nàng nhìn qua, người ta lập tức có cảm giác như trong mắt các nàng ẩn chứa đầy dục vọng. Được nam tử có đôi cánh đen dẫn đường, la phong, hồng đi vào trong điện, không ngừng di chuyển. Nữ tử đứng bên đường, từ lúc trước là một nữ tử mặt lụa trắng, bây giờ biến thành một nữ tử mặt hắc sa y hiển nhiên nữ tử đó đều đến từ cùng một chủng tộc, đều có con ngươi màu tím, đuôi lông xù. Lại đi hơn 1.000 km nữa, nữ tử đang đứng lại biến thành nữ tử sa y màu tím. Huyển cảnh kỳ diệu thật. La Phong đi trong điện sảnh thần linh khổng lồ, nhìn những nữ tử đứng xếp hàng bên cạnh, trong lúc vô tình lâm vào một huyển cảnh. Giống như đám nữ tử đó đều trần truồng, đang thi triển các loại mị hoặc dụ dỗ kéo hắn tới gần. Thế nhưng, La Phong, Hồng, đều là người tu tâm cực cao, với thứ huyễn cảnh không cố ý thi triển này, thì căn bản không ảnh hưởng đến La Phong và Hồng. Sư phụ Nam tử có đôi cánh đen cung kính không người, thanh âm vang vọng trong điện sảnh rộng lớn, vang mãi không ngừng. La Phong, Hồng đồng thời dừng lại. ngẩng đầu liếc mắt đã thấy xa xa có một một vương tọa khổng lồ với những pho tượng điêu khắc tinh xảo, trên đó một có nữ tử, có một mái tóc dài màu tím, con người màu tím, cái đuôi lông xù màu tím đang cuộn tròn. Khi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới phủ, thì cả thiên địa chung quanh đều như chìm vào một loại khí tức mê hoặc. Huyễn Linh Vương La Phong nín thở La Phong đã nghe qua uy danh Huyễn Linh Vương, nên không hề dám chậm trễ. La Phong Thanh âm mềm nhẹ từ trên vương tọa cao khổng lồ truyền xuống. Quả thật không hổ là thiên tài cấp vũ trụ đã có thể xông tới đảo thứ 10 huyễn Cảnh Hải tâm tính quả thật rất kiên định ta thích loại tiểu gia hỏa tâm tính kiên định này sư phụ ngươi chân diễn vương đích xác rất khéo chọn người lúc trước bồi dưỡng ra một tên thị huyết vương còn ta xem tư liệu về ngươi cũng là loại giết chóc rất điên cuồng chân diễn vương nhất mạch ai ai cũng như thế cả sư phụ giết chóc điên cuồng đồ đệ giết chóc cũng điên cuồng cảm ơn huyễn linh vương tán dương la phong không người sư phụ chân diễn vương đích xác có một thời kỳ điên cuồng giết chóc. Nhưng bây giờ đã ẩn mình đi rất nhiều, một mạch lỡ trong hỗn độn thành tìm tu. Nếu không chỉ luận về mức độ bạo lực, sư phụ chẳng không thua gì thị huyết vương tam sư huynh cả. Từng tâm thân yêu quái nằm trên vương tọa khổng lồ, đưa cặp mắt màu tím nhìn về phía hồng, ngươi nhất định là hồng, người mà Thanh Thanh đã nói rồi. Dạ. Hồng không người đáp, ngươi cũng có gan thật, dám đến gặp ta. Huyễn Linh Vương trên vương tọa khổng lồ nhìn xuống hồng phía dưới, nhẹ giọng cười nói, Ngươi không sợ ta ra lệnh một tiếng, sai người ta giết chết ngươi trong đời thật à. Quyền thế của Huyễn Linh Vương mà ra lệnh một tiếng. Trong càng vu vũ trụ quốc tuyệt đối sẽ có rất nhiều thần linh bất hủ tranh nhau tới giết hồng. Sợ. Hồng cung kính nói. Ha ha. Nguyên lai like ngươi cũng sợ. Thanh âm Huyễn Linh Vương như một thứ nhạc cụ tốt nhất trên thế giới do một nhạc sư tốt nhất diễn tấu, tạo thành âm nhạc động lòng người. Người ta nghe thấy mà tâm thần lãng bản. Đã sợ, ngươi còn tới sao? Sợ chết, sợ nhiều giấc mộng trong lòng vẫn không thể thực hiện. Hồng Cung Kính nói, nhưng là có một số việc không thể vì sợ mà lui bước. Thanh Thanh đối đãi chân thành với ta, sao ta có thể co đầu rút cổ sợ chết? Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực nghĩ mọi cách, cho dù là thân tử hồn diệt ta cũng sẽ không hối hận."ủa, Huyền Linh Vương ngồi trên vương tọa nhìn xuống hồng phía dưới, kêu lên kinh dị. Sợ chết, nhưng có một số việc lại dù chết cũng tử không hối hận. Huyền Linh Vương nhìn xuống thân ảnh phía dưới, ánh mắt trở nên hơi mù mịt, thì thào nói, "Thân tử hồn diệt rất đáng sợ, nhưng vẫn có thể không làm." Thanh âm chỉ vang lên quanh thân thể bà mười thước, những người khác trong sảnh điện đều không nghe được. Nếu hắn lúc đó cũng có thể được như vậy, nét mặt huyển linh vương thay đổi liên tục đôi mắt lúc thì ôm nhu lúc thì trở nên rất đáng sợ ầm ầm cả trong sảnh điện đều thoáng rung động vô số thanh âm quỷ dị vang vọng trong tai mỗi người làm la phong hồng cùng với những nực tử sa y khác đều đều hơi biến sắc hả huyển linh vương khôi phục vẻ bình tĩnh tất cả huyển âm đã biến mất nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống hồng phía dưới hồng ta cho ngươi một cơ hội cơ hội cược mạng là phong biến sắc. Cực mạng, xin huyễn Linh Vương chỉ rõ. Hồng không người. Rất đơn giản, huyễn Linh Vương mỉm cười. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, chờ khi ngươi tới giới chủ đỉnh phong, đi tham gia chiến trường ngoài tinh vực, tham gia chiến tranh vũ trụ. Giả thiết chiến công của ngươi có thể tích lũy tới mức có thể tìm được huân chương nhất đẳng, ta sẽ không cản trở việc của ngươi và thanh thanh nữa đồng thời ta cũng cam đoan sẽ không đuổi thanh thanh xuất môn. Lựa chọn thứ hai là ngươi xông qua 18 ái dục huyễn cảnh do ta bày ra. Ngươi thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, ta cũng không cản trở việc ngươi và thanh thanh, cũng cam đoan sẽ không đuổi thanh thanh xuất môn. Nhưng, chỉ cần ngươi thất bại, vậy, ta nhất định sẽ hạ lệnh, cho liên minh dòng binh vũ trụ phái ra cao thủ trực tiếp giết chết ngươi. Đôi mắt huyễn linh vương nhìn chầm chầm vào hồng phía dưới đây là cược mạng. Ngươi thất bại, nhất định phải chết. Thành công sẽ có cơ hội cùng sống với Thanh Thanh. Hai người các ngươi muốn ân ân ái ái, hay chia tay, hay thành vợ chồng, ta sẽ không quản. Lựa chọn điều đầu tiên, ngươi có thể có thời gian tu luyện từ bây giờ tới khi đạt giới chủ đỉnh phong, ta có thể cam đoan. Ngươi có thể tu luyện tới thời kỳ giới chủ đỉnh phong. Lựa chọn thứ hai, nhất định phải lập tức xông lên 18 ái dục huyển cảnh. Nguyễn Linh Vương nhìn hồng phía dưới. Ngươi có dám cực mạng không đây? Không khí như động lại. Cả điện sảnh một khoảng yên tĩnh. Kể cả đồ đệ nam tử có đôi cánh đen cũng không dám lên tiếng. Hắn cùng với những nữ tử mặt xa y ai cũng đều cảm giác được. Nguyễn Linh Vương lúc này khác hẳn bình thường. Đại ca! La Phong nhìn về phía hồng. Cực mạng! Việc này há là trò đùa giả thiết hồng nhận cực thật, bị liên minh dòng binh vũ trụ phái người truy sát. Vậy cho dù là chân diễn vương, cũng không có tư cách đi ngăn trở. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Hồng nhìn huyển linh vương trên vương tọa cao cao tại thượng xông lên 18 ái dục huyển cảnh do huyển linh vương ngươi bố trí. Giả thiết ta thất bại, không cần đại nhân phải cử người truy sát ta, ta sẽ đi thẳng tới một trụ sở liên minh dòng binh vũ trụ, tự sát ngay trước mặt nhân viên trụ sở, hơn nữa sẽ truyền tín hiệu trong mạng vũ trụ giả định cho huyễn linh vương đại nhân huyễn linh vương trên vương tọa nheo mắt ngươi xác nhận là muốn xông lên 18 ái dục huyễn cảnh huyễn linh vương nói nếu ngươi lựa chọn theo con đường giới chủ đỉnh phong đi tham gia chiến tranh vũ trụ có thể sống lâu hơn hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đạt tới giới chủ đỉnh phong cuối cùng ta hỏi ngươi một lần muốn thay đổi lựa chọn không không thay đổi trên mặt Hồng ngược lại hiện lên nụ cười nhạt. La Phong nhìn Hồng, nhìn nụ cười hiện lên trên mặt hắn. Đó là một nụ cười sẽ toàn lực ứng phó, nụ cười không có gì cố kỵ. Đại ca. La Phong thật sự đã nóng nảy. Đúng, cảnh giới tu tâm của đại ca thật sự đã cực cao, có thể nói là một thánh nhân trên địa cầu từ cổ chí kim. Nhưng, huyễn cảnh không phải là huyễn cảnh ở huyễn cảnh hải mà là huyển cảnh do một tồn tại tiếp cận với sư phụ mình chân diễn vương bất hủ thần linh cấp phong vương cường đại huyển linh vương bố trí ra không biết chừng uy ác ẩn chứa còn có thể làm cho hồng tan vỡ vù huyển linh vương đứng lên nhìn xuống hồng phía dưới nhìn mắt hồng trong mắt hồng không có chút do dự chần chờ cũng không có chút điên cuồng nghiến răng chỉ là trong mắt thoáng ánh lên những tia sáng sắc bén rất tốt huyển linh vương hạ lệnh bố xá lạc, đưa Hồng đi huyển cảnh điện, đưa thẳng tới tầng 101. Xoát! Huyển Linh Vương biến mất không thấy. Dạ, sư phụ! Nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc cung kính hành lễ, lập tức nhìn thoáng qua Hồng vẽ cảm thông. Đi với ta! Huyển Linh cung lập tức sôi trào. Một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ lại muốn xông lên 18 ái dục huyển cảnh, một khi thất bại nhất định sẽ thân tử hồn diệt. Việc này nhất thời dẫn đến việc rất nhiều người trong huyển linh cung đều nhanh chóng chạy về phía huyển cảnh điện. Thanh điện hạ, hồng lựa chọn cực mạng, xông lên 18 ái dục huyển cảnh rồi. Thành công, huyển linh vương đại nhân sẽ không ngăn cản việc giữa thanh điện hạ và nam nhân đó nữa, hơn nữa còn không đuổi ngươi xuất môn. Chỉ khi nào hắn thất bại, thì hắn sẽ bị giết trong đời thật. Trên lầu một một tòa lầu các u tỉnh, có một thiếu nữ đang đứng còn một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh đang thầm thì nói trong lầu cát một nữ tử tóc ngắn tai ngang đứng trước cửa những ngón tay tinh tế nắm chặt trắng bịch ta phải ra ngoài nữ tử tóc ngắn tai ngang nhẹ giọng nói thanh điện hạ huyễn linh vương đại nhân hạ lệnh ai mà dám vi phạm chúng ta có thể thông báo tất cả mọi việc phát sinh bên ngoài cho thanh điện hạ nhưng thanh điện hạ cũng đừng làm cho chúng ta khó xử Thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xanh nói ngay, đôi mắt nữ tử tóc ngắn tai ngang lóe lên chút lệ mang. kết Đóng cửa lại. Tầng lầu các này là nơi nàng khi tiến vào mạng vũ trụ giả định bị nhốt lại. Chỉ cần nàng tiến vào vũ trụ giả định là lập tức vào ở trong lầu các này. Còn bây giờ, trong vũ trụ giả định, nàng bị hạn chế không được ra ngoài. Trong đời thật, nàng cũng bị nhốt ở thần quốc của tộc tổ Ngân Tuyết Hầu. Hồng đại ca Nữ tử tóc ngắn tai ngang đi đến một cánh cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nàng không chạy trốn. Trước hai cửa là hai thiếu nữ có thực lực cấp giới chủ người Khôi Mị tộc, chuyên môn canh chừng nàng. Còn nàng lại vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ, chỉ cần hai nàng kia không tha, nàng làm sao mà chạy trốn. Đừng làm chuyện điên rồ. 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 Đừng làm chuyện điên rồ đừng làm chuyện điên rồ đừng làm chuyện điên rồ nữ tử tóc ngắn tai ngang phát ra rất nhiều tin nhắn cho hồng khoảnh khắc sau không sao đâu chờ ta đây là hồi âm của hồng nàng trầm mặt. hồng đại ca ngươi ta nữ tử tóc ngắn tai ngang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ e l nơi một tòa cung điện cao vút trong mây đó là thuyển cảnh điện trong quần thể cung điện huyển linh cung phải sống nhất định phải còn sống. Huyễn cảnh điện tụ tập rất nhiều người, các tộc nhân quỷ mị tộc, còn có một vài đệ tử dưới trướng. Ta dám nói tiểu gia hỏa đó nhất định sẽ ngủ. Sao mà thành công được chứ? 18 ái dục huyễn cảnh, hắn là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, cho dù lợi hại tới mấy cũng không thể thành công. Đây là tử lộ. Xem kìa, bên kia nhất định là gia hỏa xông lên 18 ái dục huyễn cảnh. Ai? tên mặt chiến giáp bạc á không phải nghe nói tên mặt chiến giáp bạc là thiên tài tuyệt thế ở nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định la phong y phục màu đen mới là hắn qua ra là la phong đẹp trai quá đừng nghĩ lung tung ta thấy hồng cũng rất đẹp trai nhưng tiếc rằng hắn sẽ chết la phong hồng đi theo nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc bước trên hành lang lớn nhìn quanh bốn phía xa xa có vô số những thiếu nữ mắt tím. Trong huyện Linh Cung, cơ hồ 99% đều là nữ tử, hơn nữa bọn thị nữ ấy cơ hồ ai cũng là nữ tử khôi mị tộc. Mỗi người đều có vẻ khuynh quốc khuynh thành, yêu mị vô cùng. Đại ca, cảnh giới tu tâm của ngươi rất cao. Nhưng huyễn cảnh là huyễn cảnh do huyễn linh vương thi triển đó. La Phong lo lắng truyền âm nói, ngươi mạnh, nhưng cũng không thể kinh thường một siêu tồn tại trong vũ trụ. Một khi thất bại, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa trong huyễn cảnh còn có thể ẩn chứa ý thức uy ác. Không biết chừng chỉ một uy áp là ngươi chết luôn. Ai biết 18 ái dục huyễn cảnh của Huyễn Linh Vương rốt cuộc có uy lực như thế nào. Giả thiết uy lực siêu cường, ngươi không phải không khóc nổi sao? Một siêu tồn tại mà biết nặng nhẹ, có lẽ sẽ căn cứ vào thực lực của hồng mà bố trí ra huyễn cảnh, nhưng tính tình của Huyễn Linh Vương đã nổi tiếng là cổ quái rõ ràng là không cho nam nhân đụng vào bà, lại vẫn áp dụng kiểu yêu mị câu dẫn người. Rõ ràng tính tình thô bạo hung tàn nhưng lại luôn ra vẻ ôn nhu. Ai biết 18 ái dục huyễn cảnh do huyễn Linh Vương bố trí không phải một tử lộ tuyệt đối. Giả thiết huyễn Linh Vương muốn cho Hồng chết thật. Hồng còn có thể sống sao? Hồng nhìn thoáng qua La Phong, không sao đâu. Xoát! Cửa tầng một huyễn cảnh điện chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh chính thức một nữ tử toàn thân được bọc kín trong một y phục rực rỡ chỉ có thể thấy cặp con ngươi màu tím về phần mặt nàng thì không thể thấy rõ được nhất thời chung quanh vô cùng yên tĩnh những thiếu nữ tới xem náo nhiệt vài tên đệ tử ai ai cũng cung kính không dám lên tiếng bây giờ ngươi còn có cơ hội lui về phía sau huyễn linh vương nhìn hồng nếu ngươi lựa chọn lui về phía sau ta sẽ xem thường ngươi nhưng ít nhất ngươi cũng bảo vệ được tính mạng nếu không lui về phía sau. Vậy cứ theo cánh cổng này mà trực tiếp đi vào. Huyễn Linh Vương chỉ vào cửa điện trước người nàng. Đây là đại điện tầng thứ 101. Mỗi một tầng đại điện đều là một tầng huyễn cảnh. Ngươi vượt qua một tầng huyễn cảnh xong, cứ theo thang lầu mà tiến lên. Tiến vào tầng 102, thành công xong sẽ theo thang lầu tiến vào tầng 103, tiếp tục không ngừng. Nếu ngươi ra khỏi tầng 118, ngươi coi như thành công. Nếu không, ngươi sẽ không còn mạng nữa. Nguyễn Linh Vương nhìn Hồng. Hồng mỉm cười. Đại ca. La Phong tỏ vẻ lo lắng, cũng không biết phải khuyên như thế nào. Hồng cho dù có vô số người cùng khuyên bảo, e rằng cũng không rung chuyển được ý chí hắn. Hồng mỉm cười liếc mắt nhìn La Phong, lập tức đi thẳng về phía cửa điện. Vèo. Người vừa tới trước cửa điện, lập tức bước một bước, bước luôn vào trong cửa điện. Ầm. Uhm. Trong sảnh điện tầng thứ tư nhất thời mờ đi, mắt thường căn bản không thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì, lúc này Hồng đã không thể quay đầu trở lại. Thành công, sống. Thất bại, chết, tòa cung điện rộng lớn trước mắt cao chọc trời. Nếu trên địa cầu, La Phong đứng trong vũ trụ có thể thấy rõ nửa địa cầu. Nhưng hắn không cách nào thấy rõ được thần điện tòa sừng sững nguy nga, huyển cảnh điện này. Sương mù vần quanh huyển cảnh điện. Trong sảnh tầng điện thứ 101, một vùng âm u mơ hồ. La Phong cố hết sức trừng mắt nhìn vào, muốn thấy rõ tình huống Hồng trong sảnh điện, nhưng lại chỉ phí sức. Không chỉ riêng La Phong đang nhìn, đến cả mị mị tộc vô số nữ tử chung quanh, và cả các đệ tử huyển Linh Vương cũng đều nhìn về phía điện sảnh. Ai nấy đều muốn biết. Hồng có thể vượt qua 18 ái dục huyển cảnh hay không? ầm um trong sảnh điện tầng thứ 101 vang lên một trận chấn động. Sảnh điện trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy Hồng đứng giữa sảnh điện, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cầu thang xa xa, rồi bay thẳng về phía cầu thang, lập tức nhanh chóng theo những bậc thang tiến về điện sảnh tầng thứ 102. Vượt qua ái dục huyển cảnh tầng đầu tiên rồi, La Phong thở vào một hơi. Trào! Chỉ thấy dòng người theo cầu thang hành lang bên ngoài, nhanh chóng chạy lên điện sảnh lầu 102. Huyễn Linh Vương đi đằng trước, La Phong, nam tử có đôi cánh đen cùng với các đệ tử khác của Huyễn Linh Vương theo sát phía sau. Vô số nữ tử mị mị tộc thì theo sau cùng. Ái dục huyễn cảnh thứ hai, ái dục huyễn cảnh thứ ba, hồng mất thời gian loại trừ huyễn cảnh càng ngày càng dài hơn. Làm sao bây giờ? La Phong đưa mắt nhìn theo bóng dáng hồng theo những bậc thang, lên cao một tầng, xông lên ái dục huyễn cảnh thứ tư, không khỏi rất lo lắng. Đây dù sao cũng là huyễn cảnh do huyễn Linh Vương bố trí. Còn đại ca mới chỉ là cấp vũ trụ, e rằng một lần sơ sót là ngã xuống luôn. Nếu thất bại thật, chẳng lẽ ta thật sự trơ mắt nhìn đại ca đi tối phân bộ liên minh dòng binh vũ trụ để tự sát à? Nhưng, ta không khuyên được đại ca, hơn nữa đây là hắn đánh cược với huyễn Linh Vương. Cho dù sư phụ, cũng không tiện nhúng tay. La Phong rất lo lắng, không thể hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi việc phát sinh. Thực lực Đây là duyên cớ thực lực. Giả thiết hắn có thực lực vũ trụ quốc chủ, hoàn toàn năng lực áp chế huyễn linh vương, nào còn phải phiền phức như vậy. Hắn chỉ là thiên tài nho nhỏ, trước mặt huyễn linh vương chỉ là một tên tiểu bối, một tiểu bối chưa chính thức trưởng thành. Ý chí ngươi đại ca rất mạnh, lại có thể vượt qua tầng thứ năm của ái dục huyễn cảnh rồi. Ở ngoài cửa điện sảnh tầng thứ 105, Huyễn Linh Vương mặc y phục rực rỡ, nhẹ giọng cười nói. Huyễn Linh Vương tiền bối, hay hạ thủ lưu tình. La Phong cung kính hơi không người thỉnh cầu. Ngươi cũng bất tất cầu ta. Con ngươi màu tím động lòng người của Huyễn Linh Vương liếc nhìn La Phong, ta chỉ cho hắn xông qua 18 ái dục huyễn cảnh. Chỉ khảo nghiệm về ái dục thôi. Một loại dục vọng. Chỉ cần thành công về phương diện ái dục, hắn không bị nhiều mê hoặc, thấy rõ được bản chất ái dục vậy đã sẽ có hy vọng sống được. Ái dục. La Phong nhướng mày, nhân loại. Huyễn Linh Vương nhẹ giọng cười nói, hoặc nói, sinh mạng. Chỉ cần là sinh mạng, vậy nhất định sẽ có dục vọng. Muốn trường thọ, trở thành một tồn tại vĩnh hằng. Muốn cao cao tại thượng khống chế ngàn vạn mạng của nhân sinh. Muốn có thê tử mỹ lệ. Muốn thân nhân mình sống tốt. Muốn vượt trội. Muốn trở thành cường giả chính thức huyển linh vương cười nói tất cả tất cả những thứ này đều là các loại dục vọng dục vọng là nguồn tiến bộ của sinh mạng huyển linh vương mỉm cười cho dù người thanh cao tới mấy thì cũng sẽ có dục vọng chỉ là dục vọng của họ theo đuổi khác với thường nhân mà có gì đó đặc thù hơn mà thôi la phong giật mình dục vọng đúng rồi bất luận là theo đuổi con đường cường giả hoặc theo đuổi con đường tu luyện theo đuổi việc hưởng lạc, tóm lại, nhân sinh trên đời, nhất định phải có dục vọng. Cho dù là giả thú, mảnh thú, cũng đều có dục vọng bản năng. Tỷ như muốn giao phối, muốn có nhiều con cái hơn, tỷ như muốn ăn nhiều hơn, dục vọng là vô cùng vô tận. Huyễn Linh Vương nhẹ giọng nói, bản thân nó không có gì xấu. Còn sinh mạng, chỉ khác nhau giữa bị dục vọng khống chế và việc khống chế dục vọng. Ái dục là một loại dục vọng, cũng là một loại vô cùng phức tạp. Cho dù một vài thần linh bất hủ vô cùng cường đại, cũng không nhất định có thể nhìn thấu được ái dục. Huyễn Linh Vương nhẹ giọng cười nói, ta bố trí 18 tầng ái dục huyễn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là đủ loại ái dục, cho dù là thần linh cũng sẽ rơi vào trong đó. Còn hắn, đã rơi sâu vào tình yêu, vậy ái dục với hắn, quả là một cửa cực khó. Huyễn Linh Vương mỉm cười nói, chỉ khi hắn vượt qua 18 tầng ái dục huyễn cảnh, hắn mới có tư cách theo đuổi đệ tử ta. La Phong hít mạnh một hơi, khiếp sợ nhìn huyễn linh vương khuynh quốc khuynh thành trước mắt. Dục vọng Do thường xuyên được đại ca, nhị ca chỉ điểm, đối với phương diện tu tâm thì cảm ngộ của La Phong là rất sâu, cũng hiểu dục vọng khó nói như thế nào. Trên địa cầu từ xa xưa đã có câu, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cho dù là một vài cổ nhân vĩ đại được xưng là thánh, cũng có những giấc mộng phải theo đuổi. Tỷ như trị quốc bình thiên hạ vân vân. Một giấc mộng theo đuổi về bản chất cũng là một loại dục vọng. Muốn siêu thoát dục vọng. Không thể. Chẳng trách huyễn Linh Vương chỉ vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 19, nhưng lại có sức uy hiếp đáng sợ như vậy, cơ hồ có thể kề vai với cả Thiên Vũ Vương và sư phụ ta Chân Diễn Vương. La Phong thầm nói, cũng khó trách có thể khống chế được hai nô lệ bất hủ thần linh cấp Phong Vương. Huyễn Linh Vương, Huyễn Linh Vương. Quả thật đáng sợ. Đại ca, 18 huyễn cảnh này đều là huyễn cảnh loại ái dục. Ngươi có thể qua được không? La Phong nhìn điện sảnh mờ ảo trước mắt, cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù rất tin tưởng đại ca, nhưng La Phong không dám khinh thường một tồn tại vĩ đại vĩnh hằng trong vũ trụ chút nào, tu tâm trên địa cầu mặc dù có vị thế độc bộ rất đáng kiêu hãnh trong vũ trụ nhưng những tồn tại mạnh mẽ có thể tung hoành vũ trụ, sinh tồn vô số năm, còn có người một mình kiến tạo ra một quốc gia vũ trụ khổng lồ, trấn thủ một quốc gia vũ trụ, là tồn tại vĩ đại chính thức, ai dám nói họ thua kém La Phong, lôi thần, hồng về tâm cảnh. Không thể kinh thường những tồn tại vĩnh hằng. Tam tử Tam tử Ngươi và đại ca đi làm tới đâu rồi? Trên màn hình trên cổ tay La Phong hiện lên một tin nhắn chính là tin nhắn đến từ nhị ca lôi thần. Lôi thần đương nhiên biết về việc La Phong, Hồng đi gặp huyễn Linh Vương. Nhị ca. La Phong chỉ cần dùng ý thức nghĩ ra vài hàng văn tự là trên màn hình tự động hiện lên những văn tự ấy, hình thành một tin nhắn có nội dung, rồi nhanh chóng gửi cho nhị ca lôi thần. 18 ái dục huyễn cảnh. Cảnh giới tu tâm của đại ca cực cao, nhất định có thể vượt qua, ta rất tin tưởng. Đó là hồi âm lôi thần. Nhị ca, đây là 18 ái dục huyễn cảnh huyễn linh vương tự mình bố trí. Là một tồn tại rất đáng sợ trong vũ trụ, sống qua bao nhiêu năm tháng, còn lâu hon hoa hạ văn hóa địa cầu không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể coi thường. La Phong hồi âm. Đại ca xông tới huyễn cảnh thứ mấy rồi? Huyễn cảnh thứ 9. Bây giờ thời gian đại ca phá huyễn cảnh càng ngày càng lâu. La Phong nhanh chóng trao đổi với lôi thần một cắt hạ, Đồng thời tiếp tục lo lắng quan kháng chờ đợi đại ca xông qua 18 ái dục huyển cảnh. Thời gian trôi qua, huyễn Linh Vương và đám đệ tử, cùng với vô số tộc nhân phụ nữ mị mị tộc, ai ai cũng đều cảm thấy áp lực. Các nàng đều đi theo huyễn Linh Vương bước lên từng tầng một, quan kháng quá trình hồng sông lên 18 ái dục huyển cảnh. 18 ái dục huyển cảnh, huyển cảnh đầu tiên là xông qua nhanh nhất. Càng về sau càng chậm. Ái dục huyển cảnh thứ 10 Ái dục huyễn cảnh thứ 11 Ái dục huyễn cảnh thứ 12 Hồng, càng ngày càng khó khăn để phá huyễn cảnh Nhưng mỗi một lần hắn đều kiên định thành công Ừm, đại ca, nhất định phải thành công Nhất định phải thành công đó La Phong vẫn một mạch đứng ở cửa điện sảnh mỗi một tầng Lòng thầm chờ đợi Lại có thể xông tới ái dục huyễn cảnh thứ 14 Đại ca của La Phong rất lợi hại đã có thể xông tới ái dục huyễn cảnh tầng 14 chứng tỏ ý chí của hắn vô cùng mạnh. Thật không tưởng tượng nổi. Không tin nổi. Những nữ tử mị mị tộc ấy truyền âm thì thầm với nhau còn huyễn Linh Vương từ đầu thì rất bình tĩnh, tới khi Hồng Thành Công xông ra khỏi huyễn cảnh tầng 14 thì đã nhíu mày. Ta không tin, hắn là một người chìm vào tình yêu, lại có thể vượt qua 18 ái dục huyển cảnh. Đôi mắt huyễn Linh Vương sáng như điện, trên mặt thoáng có một tầng sát khí, nhìn chầm chầm vào sảnh điện trong một lầu các u tỉnh. Nữ tử tóc ngắn tai ngang đang lặng lẽ đứng trước cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía điện sảnh huyển cảnh điện, trong phạm vi tầm mắt nàng, huyển cảnh điện cao chọc trời, mây mù phủ kín, mắt thường căn bản không thể thấy toàn bộ. Thanh điện hạ, thanh điện hạ, Hồng đã vượt qua ái dục huyển cảnh tầng 15 rồi. Thành công rồi, hắn thật sự vượt qua ái dục huyển cảnh tầng 15 rồi. Hai thiếu nữ mị mị tộc các cửa vội hô. Nữ tử tóc ngắn tai ngang ngẩng đầu lặng lẽ nhìn, trong mắt có vẻ rất lo lắng, lo lắng thầm nhủ, hồng đại ca, ngươi nhất định phải vượt qua, nhất định phải qua. Nhất định phải xông ra. La Phong đứng trước cửa điện sảnh tầng thứ 117, nhìn như đóng đinh vào trong sảnh điện. Cả huyễn cảnh điện tầng thứ 117, chung quanh tụ tập vô số nữ tử mị mị tộc, ai cũng hoàn toàn nín thở. Đến cả huyện Linh Vương sắc mặt cũng đã hoàn toàn trầm xuống, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm không nháy mắt vào trong sảnh điện. Tất cả mọi người đều cảm giác thấy áp lực càng lúc càng lớn vì càng về sau, ái dục huyễn cảnh càng khó khăn hơn nhiều. Hồi lâu sau, ầm, màn sương mờ ảo trong sảnh điện tầng thứ 117 đã bị vỡ nát, hiện ra nam tử tóc đen sắc mặt hơi tái nhợt, hồng. Còn có một tầng cuối cùng. Hồng ngẩng đầu, thậm chí không hề nhìn ra ngoài sảnh điện, nơi mọi người đang vây xem mà theo cầu thang nội bộ trong sảnh điện, tiến thẳng về điện sảnh tầng cuối cùng, tầng 118, xông lên ái dục huyễn cảnh tầng 18. Dòng người như nước chảy, đi lên cửa điện sảnh tầng 118. Nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. La Phong không dám chớp mắt, dán mắt vào cửa sảnh điện, tráng đổ mồ hôi hột. Còn huyễn Linh Vương đứng trước hắn cũng đang nhìn như đóng đinh vào trong sảnh điện. Bà không tin. Bà không tin, một người đã chìm vào tình yêu mà lại qua được 18 ái dục huyễn cảnh do bà bố trí. Người chìm vào tình yêu hiển nhiên sẽ bị ái dục ảnh hưởng, thế mà lại có thể phá vỡ được 18 ái dục huyễn cảnh sao? Không thể. Đôi mắt Huyễn Linh Vương lóe ra hàng quang. Ầm. Uhm. Sảnh điện tầng 118 chấn động dữ dội, rồi lập tức yên tĩnh lại, một nam tử áo đen, tóc đen đang mỉm cười, nhưng có vẻ khá chật vật đi ra, bước qua cánh cửa đi ra ngoài sảnh điện. Huyễn Linh Vương tiền bối. Ta đã thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Nam tử áo đen tóc đen cung kính nói, trên hành lang rộng chừng 1 km tầng 118 huyễn cảnh điện, tụ tập ngàn vạn người, ai nấy khó có thể tin nhìn vào nam tử áo đen tóc đen này. Các nàng bao lâu này hầu hạ huyễn Linh Vương, đi theo bên người huyễn Linh Vương, hiểu rõ huyễn Linh Vương đáng sợ ra sao cơ hồ không ai tin hồng có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Bản thân huyễn Linh Vương cũng không dám tin. Không thể. Huyễn Linh Vương nhìn chầm chầm vào người trước mắt, trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Không ngờ một người có thể chết vì tình yêu, lại có thể vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Huyễn Linh Vương nhìn hồng, con mắt màu tím lóe lên chút hào quang kỳ dị. Ngươi nghe chuyện trên TV audio CV làm cho ta rất kinh ngạc Yêu, không có gì là đáng sợ Đắm chìm vào nó, hưởng thụ nó Hồng nói, trong tâm linh sẽ sinh sôi ra cảm giác rất tuyệt vời Đó là yêu Huyễn Linh Vương nhìn Hồng, ngắm nghĩa Hồng Ta bây giờ đã hơi hiểu, tại sao ngươi lại làm cho Thanh Thanh vừa gặp đã yêu ngươi Huyễn Linh Vương gật gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử có đôi cánh đen, bố xá lạc ngươi đưa La Phong, Hồng đi gặp Thanh Thanh. Dạ, sư phụ nam tử có đôi cánh đen cung kính đáp. Từng. Huyễn Linh Vương lắc người, soát một tiếng đã hư không tiêu thất. Đợi đến khi Huyễn Linh Vương ly khai, trên hành lang nhất thời vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chỉ thấy chung quanh ngàn vạn nữ tử khôi mị tộc mị hoạt động lòng người ai nấy đều chỉ rõ Hồng, La Phong, thảo luận tới tấp, tự hồ vô cùng trọng thị hai người La Phong, Hồng xin theo ta. Nam tử có đôi cánh đen miễn cười nhìn về phía hồng, La Phong. Cũng chúc mừng ngươi vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, những người khác chúng ta ở đây e rằng không có bao nhiêu ngươi tin ngươi sẽ vượt qua đâu. Nam tử có đôi cánh đen cười nói. Ta cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được. 18 ái dục huyễn cảnh đích xác rất đáng sợ. Hồng nói. Đương nhiên rồi, huyễn cảnh do sư phụ ta bố trí sao có thể kém chứ. Nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường. Hai người la phong, hồng sóng vai đi theo. Đại ca, chúc mừng. La phong truyền âm, lộ ra nụ cười châm chọc. Chúc mừng ngươi và tẩu tẩu sau này có thể vĩnh viễn, viễn ở cùng một chỗ. Ha ha. Hồng mặt tươi cười rạng rỡ. Đại ca, 18 ái dục huyển cảnh như thế nào, vừa rồi làm ta lo lắng gần chết. La phong truyền âm hỏi. Huyển cảnh rất lợi hại nhưng đối với ta thì không có uy hiếp gì cả. Hồng truyền âm trả lời. La Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh sắc, cái gì, không có uy hiếp gì sao? Nhưng ta thấy đại ca mỗi lần xông lên một tầng huyễn cảnh thì càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng chậm, có vẻ phải cố hết sức, việc này, ngụy trang đấy. Hồng liếc mắt nhìn La Phong, truyền âm, huyễn linh vương bên ngoài nhìn vào. Còn 18 ái dục huyễn cảnh lại là do bản thân bà bố trí. Giả thiết ta biểu hiện ra nhanh chóng dễ dàng vượt qua hết tầng này tới tầng khác, bà còn mặt mũi không? Bà đường đường là huyển linh vương, bố trí ra 18 huyển cảnh lại bị một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ nhanh chóng phá sạch, thật sự quá mất mặt. Giả thiết ta phá rất nhanh rất dễ dàng, lỡ bà nổi giận, không biết chừng nhân lúc ta xông qua 18 ái dục huyển cảnh, lập tức đứng phía sau ái dục huyển cảnh biến hóa nó một chút. Hồng truyền âm, bà mà thật sự muốn ta thất bại là vô cùng rất dễ dàng tỷ như trực tiếp dùng công kích linh hồn, để ta chết ngay trong huyễn cảnh, coi như thất bại. Bà mà âm thầm ra tay, ở đây ai nhìn ra được? Cho dù là ngươi, thấy ta chết trong huyễn cảnh, cũng chỉ cho rằng ta không vượt qua được huyễn cảnh, đúng không? Hồng nhìn về phía La Phong hỏi. La Phong giật mình. Đúng. Do đó, ta phải căn cứ vào tâm lý huyễn linh vương, để bà cảm giác được ta tự hồ sắp thất bại, phải vô cùng khó khăn, cuối cùng phải vô cùng chật vật mới phá trận. Làm như vậy, mục đích của ta đã được thực hiện rồi. Hồng Miễm cười nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Đúng thế, hóa ra đại ca từ đầu tới đuôi đều là biểu diễn. Biểu diễn đích xác làm cho mình cũng vô cùng khẩn trương hồi hộp, tự hồ đại ca sắp không chịu nổi nữa. Những tầng huyễn cảnh sau khó hơn tầng trước, mất thời gian lâu hơn. Nguyên lai like, tất cả đều là trò đùa có thực lực là rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi cũng phải phối hợp với một vài nhân tố khác mới có thể tìm được hiệu quả tốt nhất. Hồng truyền âm Nhưng đại ca, ái dục huyễn cảnh của huyễn Linh Vương cuối cùng là thứ ái dục gì, sao ngươi dễ dàng qua như vậy? La Phong nghi hoặc truy vấn đại ca rõ ràng là một người chìm vào tình yêu, để có được cơ thanh, đã xông vào 18 ái dục huyễn cảnh dưới tình huống không biết chi tiết gì. Một người như vậy, lại dễ dàng vượt qua ái dục huyễn cảnh sao ái dục dù sao cũng là một loại dục vọng phức tạp bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết chìm trong tình yêu hoa hạ chúng ta có một câu như thế này kháng sơn là sơn kháng thủy là thủy kháng sơn không phải sơn kháng thủy không phải thủy kháng sơn vẫn là sơn kháng thủy vẫn là thủy hồng truyền âm nói một người không trải qua tình yêu tự nhiên sẽ nhận định tình yêu nhất định là tình yêu nhưng chính thức trải qua tình yêu mới có thể cảm thấy tình yêu vô cùng phức tạp tựa như nhìn qua qua sương mù tất cả đều bị sương mù mộng ảo không sao thấy rõ được tình yêu trong mắt họ vô hạn phức tạp bởi vì nhận thức các loại cảm tình làm cho họ phát hiện ra sự phức tạp của tình yêu lúc này sẽ kháng sơn không còn là sơn kháng thủy cũng không còn là thủy chỉ có trải qua hồng trần nghiên cứu lòng người thấy rõ những cảm tình ân oán trong đó cuối cùng mới có thể thấy rõ được chân diện mục của tình yêu đã tới trình độ phản phát quy chân mình biết ái dục vô cùng rõ ràng nhìn thấu tận thực chất mình biết mình muốn cái gì mình biết tại sao mà chết mình có thể không bị bất kỳ cái gì hấp dẫn tất cả tất cả đều chỉ là giác ngộ trong lòng hồng nhìn la phong mỉm cười truyền âm nói lúc này kháng sơn vẫn là sơn kháng thủy vẫn là thủy tình yêu khi đối diện với người tới cảnh giới này thì đã hoàn toàn thấu triệt la phong sáng mắt lên trong lòng đã hơi hiểu tuyệt không phải là người chìm vào ái dục là không thể tự kềm chế mình được hồng cười khẽ nói ta không phải là cá làm sao biết cá vui người chính thức nhìn thấu ái dục mới biết đắm chìm vào tình chính là đại đạo còn tấm đoán ái dục đó mới là vi phạm bản tâm hồng nói Ta sở làm tất cả những việc này là tuân theo bản tâm. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cũng biết rõ sinh mạng bị uy hiếp, hắn cũng phải đi làm. La Phong khẽ gật đầu, vừa trò chuyện với đại ca, vừa đi theo nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc di chuyển tới chỗ ở của cơ thanh. Xoát! Huyễn Linh Vương mặc y phục rực rỡ, xuất hiện trong căn lầu các u tỉnh. Đại nhân! Hai thiếu nữ mị mị tộc đứng trước lầu cát, nhìn thấy huyễn linh vương lập tức cung kính hành lễ từng huyễn linh vương đẩy cửa tiến thẳng vào trong lầu cát nữ tử tóc ngắn tai ngang vốn đang đứng cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài vội quay đầu nhìn về phía cửa vừa thấy huyễn linh vương vội cung kính hành lễ sư phụ ngươi hẳn là nhận được tin rồi biết tên tiểu bối tên là hồng đó đã vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh do ta bố trí huyễn linh vương nhìn đồ đệ cơ thanh cơ thanh là một đồ đệ vô cùng xuất sắc. Có thể nói là đệ tử ưu tú nhất dưới trướng bà. Huyễn Linh Vương thật sự thích đệ tử này tận đáy lòng. Dạ, Thanh Thanh biết, cảm ơn sư phụ hạ thủ lưu tình. Cơ Thanh cung kính cảm kích hành lễ. Hừ Huyễn Linh Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức ngồi trên ghế, nhìn về phía cơ Thanh, Thanh Thanh, ta cũng không hề hạ thủ lưu tình với hắn đâu. Chỉ là tên hồng mà ngươi thích đó, thật ra đã vượt quá sở liệu của ta lại có thể thật sự vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Nữ tử tóc ngắn tai ngang nghe xong không khỏi đỏ mặt, cùng với vẻ tự hào. Ta nói rồi, một khi hắn vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, ta sẽ không ngăn trở các ngươi, cũng sẽ không đuổi ngươi xuất môn. Hai người các ngươi bất luận yêu nhau sống chết, hay chia tay nhau, hay làm gì khác, ta cũng sẽ không quản. Nguyễn Linh Vương nhìn nữ tử tóc ngắn tai ngang. Thanh Thanh cảm ơn sư phụ nữ tử tóc ngắn tai ngang sáng mắt lên nhưng có vài lời ta phải nói cho ngươi biết trước nguyễn linh vương dùng ngón tay clip vào giữa không trung giữa không trung chợt xuất hiện một màn hình trên màn hình hiện lên một quyển sách đây là ta rồi nói chuyện một lát một lát sau ngoài lầu cát đã truyền đến tiếng bước chân cùng với một vài thanh xì xào chỉ thấy trên hành lang xa xa ngoài lầu cát nam tử có đôi cánh đen hồng la phong đi trước phía sau còn đi theo rất nhiều thiếu nữ đều là những thiếu nữ khôi mị tộc hiển nhiên là tới xem náo nhiệt la phong hồng đây là nơi ở của cơ thanh nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc từ xa chỉ vào tòa lầu các u tỉnh mỹ lệ hả hồng sáng mắt lên ánh mắt dừng lại trên lầu cát vội đi tới la phong nam tử có đôi cánh đen thì đi theo sau hồng két cửa lầu cát mở ra một nữ tử tóc ngắn tai ngang đi ra hả? La Phong nhìn nữ tử này. Mặc dù đã thấy ảnh của cơ thanh khi tìm tư liệu trên mạng vũ trụ giả định, nhưng khi thật sự thấy cơ thanh, La Phong cũng cảm thấy chỗ khác người của cô gái tên là cơ thanh này nàng. Tương đối cao, tỷ lệ vóc người cũng rất hoàn mỹ. Tóc ngắn tai ngang, có vẻ oai hùng. Tráng nàng có vẻ rộng, hiển nhiên là người rất quyết đoán, rất kiên nghị, rất độc lập nói một cách đơn giản, có một cảm giác về một nữ cường nhân. Nhưng trong mắt nàng lại như có một vũng nước, đang nhìn hồng, tựa như muốn khóc. Ngươi thật khờ. Nữ tử tóc ngắn tai ngang nhìn hồng nhẹ giọng nói. Hồng chỉ mỉm cười. Nữ tử tóc ngắn tai ngang đi thẳng lên, ông chặt lấy hồng, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy xuống không ngừng. Xa xa đám nữ nhân kiều mị tộc đang quan kháng đều nở nụ cười, La Phong cũng cười nhìn cảnh này đừng mạo hiểm như vậy không đáng đâu cơ thanh ôm chặt lấy hồng hồng khẽ vuốt vuốt tóc cơ thanh rồi lập tức hai người tách ra hai mắt nhìn nhau tất cả đều đã qua những trở ngại ấy đều tan thành mây khói rồi hồng nhìn cơ thanh mỉm cười trào cơ thanh đột nhiên buông tay hồng ra không ngừng lùi lại phía sau thanh thanh hồng cau mày xin lỗi không đáng đâu cơ thanh nhìn hồng ngươi đi đi coi như ta chỉ là một phần ký ức của ngươi thôi đi thôi hồng biến sắc bên cạnh la phong đang nhìn cảnh này cũng chết lặng làm gì thế đại ca nghĩ mọi biện pháp rốt cuộc có thể làm huyễn linh vương không còn cản trở nhưng bây giờ bản thân cơ thanh lại nói như thế này thanh thanh hồng nhìn chằm chằm vào cơ thanh thông qua ánh mắt cơ thanh xem thử có phải là cơ thanh trúng phải thôi miên hoặc một vài bí pháp mê hồn nào đó không hồng nhìn mắt cơ thanh mắt là cửa sổ tâm hồn đặc biệt là hồng với cảnh giới tu tâm cực cao quan sát cực kỳ nhạy cảm hoàn toàn có thể thông qua một vài phản ứng ánh mắt rất nhỏ mà phán đoán ra cơ thanh trước mắt có trúng phải bí pháp thôi miên mê hồn không hay những lời này là phát ra từ bản tâm chuyện gì thế thanh điện hạ nói những lời ấy là ý gì đây còn có ý gì chứ chia tay thôi sao đột nhiên lại chia tay lúc trước thanh điện hạ không phải chết sống cũng không chịu khuất phục do đó bị giam vào trong lầu các sao sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý xa xa trên hành lang đám khôi mị tộc nữ tử đang quan kháng ai nấy đều thất vọng thảo luận với nhau các nàng cũng nghi hoặc rõ ràng một đại hỷ sự bây giờ sao biến thành như vậy hồng lặng lẽ nhìn cơ thanh cơ thanh cũng nhìn hồng từ trong mắt hồng có thể phán đoán cơ thanh không hề bị thôi miên mê hồn sao đột nhiên lại quyết định chia tay ta hồng nhìn cơ thanh ngươi từng nói với ta có một số việc nên làm có một số việc không nên làm lúc đưa ra quyết định phải quả quyết nên hy sinh thì phải hy sinh cơ thanh nhẹ giọng nói thanh âm mặc dù nhỏ nhưng đến cả lã phong đứng phía sau hồng cũng rõ ràng cảm giác được vẻ kiên quyết trong giọng nói của nữ tử tóc ngắn tai ngang này Do đó chúng ta cần hy sinh cảm tình với nhau. Hồng truy vấn. Cơ thanh không nói gì, chỉ nghiến răng khẽ gật đầu. Hy sinh. Hồng nhìn chầm chầm vào cơ thanh, trầm giọng. tại sao khi tộc tổ ngươi ngăn trở, sư phụ ngươi ngăn trở ngươi không nói. Vẫn chống lại tộc tổ, sư phụ. Song bây giờ ta đã nhờ huynh để ta hỗ trợ, cuối cùng tự mình gặp sư phụ ngươi Huyễn linh vương. Cuối cùng cực mạng, rồi vượt qua 18 ái dục huyển cảnh. Khi ta thành công vượt qua 18 ái dục huyển cảnh, rất vui tìm đến ngươi thì ngươi lại nói với ta như vậy. Tại sao? Tại sao đột nhiên quay ngoắt lại như vậy? Tại sao lúc trước không nói? Hồng nhìn chầm chầm vào cơ thanh, cơ thanh trầm mặt. Hồng vô cùng tức giận. La Phong đứng bên cạnh cũng có chút bất bình. Sao tất cả lại biến thành như vậy? Cơ thanh luôn kiên trì chống cự lại tộc tổ, sư phụ, nhưng bây giờ... Tới lúc cuối cùng lại đột nhiên lật ngược lại. Xem kìa, hồng sắc nổi giận rồi. Mọi người ai mà chẳng nổi giận. Nghe nói hắn lúc trước đã cực mạng, xông qua 18 ái dục huyễn cảnh. Một lần sơ sót e rằng không còn mạng trong đời thật nữa rồi. Bây giờ Thanh Điện Hạ đột nhiên nói những lời này, hắn làm sao mà không giận cơ chứ? Là ta, ta cũng giận, nam nhân tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Những nữ tử mi mị tộc thảo luận với nhau, đồng thời chờ xem thử việc này phát triển như thế nào. Hồng nhìn Cơ Thanh, Cơ Thanh cúi đầu, ta đã đưa ra lựa chọn. Tình yêu trọng yếu, nhưng có những thứ quan trọng hơn tình yêu. Đây cũng là điều mà ngươi nói với ta. Hồng hít sâu một hơi, quyết định thật rồi chứ? Hồng nhẹ giọng hỏi. Từng. Cơ Thanh gật đầu, Hồng lộ ra nụ cười khổ không ngờ ta nhiều năm như vậy, một lần nữa lại thích nữ nhân, thế mà có kết cục như vậy. Cơ thanh miếm chặt môi. Mặc dù nàng là một nữ cường nhân, hơn nữa trong gia tộc rất nhiều việc vẫn có thể tự làm chủ, thậm chí tự nhận rằng mình còn mạnh mẽ hơn cả cha nàng. Cho dù đối mặt với những sư huynh, sư tỷ thần linh bất hủ khác, cơ thanh cũng không hề có ý nghĩ cúi đầu. Nhưng trước mặt nam nhân duy nhất mà nàng ái mộ, nàng lại có cảm giác mình rất mềm yếu cơ thanh hồng gọi cơ thanh từng nữ tử tóc ngắn tai ngang ngẩng đầu nhìn nhân vật mà mình yêu nhất trong lòng hy vọng ngươi có thể thực hiện được mục tiêu trong mộng của ngươi hồng mỉm cười đồng thời cũng xin được nói tiếng xin lỗi trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi nói xong hồng xoay người đi thẳng về phía la phong lão tam đi thôi hồng nhìn la phong rồi lập tức hư không tiêu thất La Phong trầm mặt nhìn tất cả, lại nhìn nữ tử tóc ngắn tai ngang xa xa cố nén nước mắt, thở dài một tiếng. Vèo. Rồi cũng hư không tiêu thất, ý thức trở về thế giới thật. Hồng đại ca. Cơ thanh nhìn theo hồng xoay người ly khai, biến mất trong nháy mắt, trong đầu không khỏi vang vọng câu cuối cùng hồng nói, xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Quấy rầy ta ư. Quấy rầy ta ư cơ thanh cảm thấy khắc khoải nàng hiểu rõ cách làm người của hồng trong một câu nhìn như bình thản đơn giản của hắn xin lỗi trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi nói xong là lập tức quay đầu rời đi ẩn tàng những đau đớn thống khổ như thế nào hơn nữa cơ thanh hiểu hồng đã đi e rằng sẽ không quay đầu lại vì nàng hiểu hắn lắm xin lỗi cơ thanh thầm nhủ tận đáy lòng những nữ tử mị mị tộc quan kháng ai nấy đều lờ mờ Vốn các nàng nghĩ rằng Hồng đã phải cực mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, rồi tìm được cơ hội, bị đối xử như vậy đau đớn thống khổ, thương tâm, phẫn nộ, sẽ có biểu hiện rất quá khích. Nhưng các nàng chẳng ai ngờ. Lại chỉ nói, xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Nói xong là quay đầu đi luôn. Các cung điện các thần linh bất hủ dưới trướng công ty vũ trụ giả định, đều được dựng trên lôi đình đảo còn cung điện của thần linh bất hủ dưới trướng liên minh dòng binh vũ trụ, cũng tập tung ở một vị diện. Những việc phát sinh trong huyễn linh cung, bị đám người hầu trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đã lan truyền ra. Liên tục xông qua 18 ái dục huyễn cảnh do huyễn linh vương bố trí. Tiểu tử này rất không tệ. Ít nhất về phương diện đối mặt với huyễn cảnh ái dục thì hắn rất mạnh, phỏng chừng các phương diện khác cũng sẽ không kém đâu. À, hay chúng ta đưa hắn vào đặc đẳng tinh anh của vũ trường cự phủ? Ngươi đi an bài người đi, đưa hắn chiêu nạp vào trại huấn luyện. Dạ, đại nhân, càng vu vũ trụ quốc, trên khung ngọc tinh, một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất la thị trang viện. La Phong nhìn hồng trước mắt, trong lòng thầm than. Từ ba ngày trước, vốn mọi việc nhìn như có thể có kết cục viên mãn. Đột nhiên lại nổi sóng. Lúc đó La Phong đã nhận định thậm chí còn nói thẳng thẳng với hồng ta dám khẳng định nàng vốn cũng kiên định chống cự sư phụ tộc tổ kiểu đó nhưng vào thời khắc cuối cùng nàng đột nhiên trở mặt đây là một việc rất không bình thường gây ra việc này không phải là ngân tuyết hầu dở trò nhất định là do huyễn linh vương cản trở hồng lúc đó đã trả lời ta đương nhiên hiểu ngân tuyết hầu hoặc huyễn linh vương đã gây ảnh hưởng lên cơ thanh nhưng sao đại ca lại làm như vậy cứ thế bỏ qua à la phong lúc đó truy vấn có lẽ người khác thì có ảnh hưởng nhưng thanh thanh đã đưa ra quyết định rồi hồng cười nhạt hơn nữa ta rất quen với tính cách của thanh thanh nàng và ta rất giống nhau một khi đưa ra quyết định rất khó thay đổi hơn nữa ta có thể thấy những gì nàng nói thật sự phát ra từ đáy lòng tại sao la phong truy vấn tại sao nàng bỏ qua vì bản thân nàng hoặc là vì gia tộc hồng nhẹ giọng thở dài nói ta rất quen thuộc với nàng nàng là một nữ cường nhân rất mạnh nàng có giấc mộng quyết tâm trở thành siêu cường giả không thua gì khao khát tình yêu chút nào hơn nữa nàng cũng rất chấp nhất về việc kế thừa gia tộc đứng trong trang viện la phong nhìn hồng hồi ức lại những lời ba ngày trước hai người nói thầm than không thôi bất luận như thế nào làm sao Đại ca lần này cũng gặp một bi kịch. La Phong, đừng mất vui vì đại ca. Hồng miễn cười nhìn La Phong. Nhân sinh vốn đã có bi hoang ly hợp. Hơn nữa, lần này ta vượt qua 18 ái dục huyển cảnh, trái lại đã làm cho lãnh đạo vũ trường cự phủ chú ý tới ta. Còn đặc biệt hạ lệnh cho ta phải tiến vào một nhóm đang tiến hành huấn luyện trong trại huấn luyện Tinh Anh. Nếu không phải vì lệnh này, ta cũng muốn đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể tiến vào trại huấn luyện từng. La Phong gật gật đầu. Bảo trọng. Yên tâm. Hồng miễn cười gật đầu. La Phong và ta cùng đồ nhi xin đi trước. Lão già tóc hoa râm lạc cũng nói. La Phong gật gật đầu. Lúc này hai người lạc, Hồng tiến về phía chiếc phi thuyền hình đĩa bay, có đường kính ước chừng 620 màu tím đang đậu trên bãi cỏ bên cạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ pha tạp kim sắc đây là phi thuyền vũ trụ do vũ trường cự phủ chuyên môn phái tới đón hồng đại ca làm cho ra trò nhé để huyễn linh vương đó biết mặt la phong hô ha ha hồng đi đến cửa khoang quay đầu cười nói việc tiến bộ thì ta chưa bao giờ hoài nghi lão tam ngươi không được buông lơi nếu không đại ca không biết chừng sẽ đuổi kịp ngươi đó có bổn sự cứ việc theo la phong cười ha ha lập tức hồng cười vang rồi tiến thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Khoảnh khắc sau, phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình dĩa bay từ từ cất cánh, bay khỏi la thị trang viện, chẳng mấy chốc đã bay vút lên trời, biến mất trong tầng mây sâu nhất. Trên bãi cỏ, La Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ rời đi. Điện hạ, Địch Luân đứng phía sau gọi. Đại ca đi trại huấn luyện tinh anh đặc đẳng của vũ trường cự phủ rồi. La Phong cảm khái một tiếng, bất luận như thế nào, Việc của đại ca được cũng dừng ở đây. Ta bây giờ cũng không cần phải ở lại khung ngọc tinh nữa. Địch Luân, đi an bài để chuẩn bị cho xuất phát về quê nhà ta. Dạ. Địch Luân gật đầu. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Quê nhà hệ Ngân Hà. Đã 200 năm không về địa cầu rồi. La thị gia tộc của mình chắc đã là một đại gia tộc rồi. Nên trở về xem thử. La Phong thầm nhủ. Cùng ngày, La Phong dẫn hộ vệ quân, đáp vẫn mặt tinh hào, ly khai khung ngọc tinh, bắt đầu tiến về quê nhà hệ Ngân Hà. Càng vu vũ trụ quốc, cách khung ngọc tinh ước chừng mấy vạn km, trên một tinh cầu có sinh mạng tỏa ra ánh sáng rất bình thường, tên là Ngoã La Tinh Cầu. Ngoã La Tinh Cầu, trong một căn cứ ngầm. Tổ trưởng tình báo đã thông qua mạng vũ trụ giả định truyền tống tới rồi. Trải qua ít 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 lớp phiên dịch liên hoàng, cùng với thay đổi tọa độ vũ trụ đối ứng, cho ra một nội dung tin tình báo. La Phong vừa mới dẫn hộ vệ quân đáp phi thuyền vũ trụ cấp ép ly khai khung ngọc tinh, đi về phía nào đó không rõ. Tin tình báo phân tích, xác suất La Phong về quê nhà hắn đạt tới 72%. Một nam tử ba mắt đầu trọc mặt chế phục màu bạc cung kính nói. Từng. Những người hầu ấy ngoại trừ nam tử ba mắt đầu trọc mặt đồng phục đen, vẫn đang nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình, đang có vài thông tin, chính là những tư liệu có liên quan tới La Phong. Tư liệu tình báo no. Chính rất ít. Phải thu thập cũng đủ tư liệu, nắm chắc tuyệt đối mới có thể áp dụng hành động ám sát, trong lãnh thổ 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, mỗi một lần thi triển hành động, chúng ta đều phải trả giá khổng lồ. Phải làm được. Một khi làm là phải thành công. Lần trước ám sát no. Một thất bại chúng ta tổn thất rất lớn, lần này không thể thất bại nữa. Nam tử ba mắt đồng phục đen nói, đồng thời ra lệnh cho tiểu đội số 13 đóng quân cách hệ ngân hà gần nhất đi điều tra về tin tức ở quê nhà của No. Chính, địa cầu hệ ngân hà. Nam tử ba mắt đầu trọc đồng phục đen phân phó, dạ. Tên thuộc hạ chế phục màu bạc cung kính đáp. Bên trong căn cứ ngầm u tỉnh lại khôi phục vẻ yên. Những thành viên tổ chức thần bí này bình thường đều rất trầm mặc, rất ít nói chuyện. Khi La Phong dẫn hộ vệ quân đáp vẫn mặc tinh hào bay trong ám vũ trụ với vận tốc gấp ít 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 lần tốc độ ánh sáng, thì lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen nhìn như cấp C bình thường đã đến chỗ ám vũ trụ, có vị trí đối ứng với hệ ngân hà. Rồi trong khoảng khu vực này bảo trì phi hành với tốc độ chậm. Đội trưởng, khoảng không gian này đã bị một thần linh bất hủ cường đại thi triển không gian bí pháp che giấu tọa độ chúng ta không thể tiến về hệ ngân hà địa cầu. Người vượng lực lưỡng mặt chế phục màu xanh lá cung kính nói, một thanh âm lanh lãnh đột nhiên vang lên, tình huống y như những gì nói trong tư liệu. Chúng ta đích xác không có biện pháp tiến thẳng về địa cầu. Trừ phi là thông qua trùng động, rồi mất thêm gần 3 năm nữa mới có thể bay đến địa cầu. Hay là xin tổ chức phái ra thần linh bất hủ cường đại, phá vỡ không gian bí pháp. Một màu nữ tử cao gầy mặt chế phục xanh lá cung kính nói một loạt tám nam nữ cùng mặc chế phục màu xanh lá đứng thành hàng. Phía trước họ là một lão giả chế phục màu bạc. từng Lão giả chế phục màu bạc gật đầu. Loại tình huống đầu tiên, thông qua trùng động, rồi phi hành ba năm trong nguyên vũ trụ là việc mà tổ chức không thể chịu được. Con một thần linh bất hủ chúng ta tìm phục tại 1008 lãnh thổ quốc gia nhân loại đều là tài nguyên vô cùng quý giá của tổ chức. Việc này ta sẽ đệ trình cho tổ trưởng ám vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ ngoại hình tam giác màu máu đang di chuyển với tốc độ kinh người. Vì khung ngọc tinh cách hệ ngân hà địa cầu chừng gần ức năm ánh sáng, do đó cho dù là bay trong ám vũ trụ với tốc độ gần ít 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 lần tốc độ ánh sáng, cũng cần chừng 2 tháng mới có thể đến nơi. Tất cả đám hộ vệ quân đều lặng lẽ vào trong khoang nghỉ ngơi. Trong khoang nghỉ ngơi chính, trên vách tường kim loại bò đầy những dây leo. Dây leo dày đặc trải rác những lá cây xanh mượt trung rinh biến khoang nghỉ ngơi rộng rãi như một góc rừng rậm nho nhỏ cửa khoang dinh dưỡng đột nhiên tự động mở ra trào một thân thể trần truồng từ trong dịp dinh dưỡng đứng dậy ha ha hơn một tháng qua cuối cùng cũng đạt tới vực chủ bậc chính đỉnh cao cực hạn rồi la phong mỉm cười bước chân ra khỏi khoang dinh dưỡng trần truồng đứng bên trong khoang nghỉ ngơi nhìn chung quanh rải rác đầy những dây leo đột nhiên sáng mắt lên liếc mắt đã thấy rõ ràng trong số dây leo dày đặc, có tổng cộng 216 nhánh chủ. Thành công rồi. Ma Vân Đằng đã tiến hóa xong. La Phong kinh hỉ nhìn Ma Vân Đằng. Trào, chung quanh vô số lá cây bổ tới, như một hài tử vô cùng vui sướng ôm chầm lấy cha mẹ, hoàn toàn bao kín cả La Phong, rồi lập tức thu nhỏ lại, nhanh chóng dung hợp, chẳng mấy chốc. Ma Vân Đằng vốn phủ kính khoan nghỉ ngơi cực lớn cỡ với đường kính mấy chục thước, bây giờ đã biến thành một chiến y thiếp thân màu xanh biếc, từng là phong mắt lóe sáng. Màu sắc của ma vân chiến y không ngừng biến ảo, lúc thì màu trắng bạc, lúc thì màu xanh biếc, chốc chốc lại có màu đỏ rực, chốc chốc thì thuần màu đen. Đồng thời ý thức của nó cũng truyền đến những tiếng hô vui sướng. Trên ma vân chiến y cũng xuất hiện những miếng lá cây, chấp lên vui sướng. Ma vân lúc trước mặc dù cũng có thể biến ảo màu sắc, nhưng không được như ý như vậy cấp giới chủ, không hổ là cấp thân thể tiến hóa đỉnh cao cực hạn của nhân loại. La Phong thầm khen. Từ cấp hàng tinh tới giới chủ, nhân loại đã tiến hóa về gen trong cơ thể. Giới chủ tới bất hủ, chủ yếu là tiến hóa linh hồn, do đó thời kỳ giới chủ đã xem như một tiến hóa đỉnh cao cực hạn về thân thể của nhân loại. Đương nhiên những chủng tộc khác thì vẫn có điểm khác nhân loại. Cấp giới chủ Ma Vân đằng tiến hóa ra 216 nhánh chủ, so với ma vân đằng bình thường thì cũng cường đại hơn nhiều. La Phong mừng thầm. Càng tới hậu kỳ. Cho dù đồng cấp đồng giai, người bình thường sẽ càng khác với người xuất sắc nhiều. Khi tới cấp hàng tinh, những thiên tài trong vũ trụ cũng không thể cảm ngộ quy luật mạnh lắm, cũng không cường đại. Lúc này, thực lực thiên tài và người thường trên lệch cũng không lớn. Nhưng đến khi tới cấp vũ trụ, cũng là cấp vũ trụ bậc chính có thể được gọi là thiên tài ở cấp vũ trụ bậc chính, thì phần lớn có thể cảm ngộ được một bộ phận quy luật vũ trụ rồi. Lúc này, thực lực trên lệch bắt đầu kéo ra. Tới giới chủ bậc chính. Cảm ngộ quy luật, thể nội thế giới, tự nghĩ ra bí pháp, gặp gỡ bất ngờ, vân vân sẽ khiến cho một giới chủ bình thường và giới chủ thiên tài thực lực trên lệch rất lớn, thậm chí trong lịch sử, một vài siêu giới chủ, có thể ở mức giới chủ là đánh chết được thần linh bất hủ cấp phong hầu. Bởi vậy có thể thấy được giới chủ xuất sắc giả và giới chủ bình thường trên lệch lớn như thế nào. Càng tới hậu kỳ, phân hóa hai bên lại càng lớn. Cùng một đạo lý. Kim giác cự thú và ma vân đằng cũng như vậy. Vừa mới bắt đầu, kim giác cự thú, ma vân đằng còn là cấp hàng tinh, những con này trong tộc quần cũng có thực lực trên lệch khá rõ ràng. Khi thực lực tăng lên, những nhân tố xuất sắc càng ngày càng kinh người. Khi tới cấp giới chủ, Ma Vân Đằng Hoàng Mỹ nhất có thể tiến hóa ra 360 nhánh chủ, thấp nhất lại chỉ có 216 căn nhánh chủ, thực lực trên lệch gấp đôi. Ma Vân, tiến hóa càng hoàng mỹ càng xuất sắc, thì cơ hội đột phá trở thành thần linh bất hủ lại càng khó. La Phong vuốt ve lớp lá trên vai, nói khẽ, Ma Vân Đằng năm đó do sư phụ đào tạo, khi tới cấp giới chủ cũng vẻn vẹn chỉ mới có 108 nhánh chủ. Ngươi lại có tới 216 nhánh chủ, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi tiến hóa thành thần linh bất hủ. Cánh lá trên vai lập tức bắt đầu múa lên. Ngươi đã đạt tới cấp giới chủ, bây giờ cái ngươi phải làm là sớm đạt tới giới chủ bậc chính đỉnh cao. La Phong buông cành lá ra. Cành lá đó khẽ nhún nhảy, rồi lập tức nhập vào ma vân chiến y, ma vân đằng đột phá tới thần linh bất hủ là rất khó nhưng kim giác cự thú đột phá tới thần linh bất hủ lại còn khó hơn nữa la phong khoanh chân ngồi bên trong khoang nghỉ ngơi suy tư huyết mạch truyền thừa ký ức vô cùng khổng lồ phức tạp trong trí nhớ đã có một vài cảnh báo về đột phá trở thành thần linh bất hủ ví dụ hằng hà sa số các thế hệ kim giác cự thú bị nhốt ở giới chủ đỉnh phong có những kim giác cự thú không thể đột phá rất nhiều kim giác cự thú thậm chí vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong, đã có thực lực cường đại sánh ngang với thần linh bất hủ, nhưng vẫn bị chôn chân ở mức giới chủ bậc chính, cho đến lúc chết. Đây là quy tắc công bằng của vũ trụ, chủng tộc sinh mạng càng mạnh mẽ, nếu muốn trở thành thần linh bất hủ, thì khó khăn lại càng tăng vọt gấp nhiều lần. Đối với kim giác cự thú, nhân loại muốn trở thành thần linh bất hủ, thì dễ dàng hơn nó ngàn vạn lần. Đương nhiên nhân loại tới kỳ trưởng thành, lại không thể so được với kim giác cự thú. Từ khi ly khai nguyên thủy bí cảnh, vẫn luôn không thử dung hợp huyết lạc tinh. Bây giờ thử xem. La Phong đang khoanh chân ngồi, sáng mắt lên. Thể nội thế giới. Kim giác cự thú như một sơn mạch màu đen chập trùng liên miên, ầm ầm đứng dậy. Từ sau khi ma âm thần tướng truyền thừa chấm dứt đến giờ, đã năm mười hơn. Vốn La Phong nghĩ rằng dựa theo quy luật, vài năm là đủ để mình dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của La Phong. Dung hợp viên huyết lạc tinh 100 vô cùng khó khăn. Đặc biệt là sát khí. 100 viên huyết lạc tinh chồng sát khí, hình thành một thứ như lượng biến mà chết cũng biến, nên lần nào La Phong cũng thất bại. Xoẹt. Đôi mắt to đùng của kim giác cự thú như hai hồ nước nhìn chầm chầm vào móng chân phải. Móng chân phải đã bị rạch ra một vết thương. Máu tươi như suối không ngừng chảy ra. Huyết Lạc Tinh đã được đặt lên dòng máu này. Ầm. Uhm. Sát khí vô tận chồng lên của trước sau 100 viên Huyết Lạc Tinh đã dung hợp, hình thành một công kích ý chí vô cùng đáng sợ, giống như những sóng biển mãnh liệt công kích. Hết lớp này tới lớp khác, lớp sau mạnh hơn lớp trước, không ngừng chồng lên công kích. Lớp công kích trước làm bàn đạp cho lớp sau công kích, không ngừng dồn lên. Ý chí La Phong cô động như một lần này tốt hơn lần trước rồi. Cảm giác hẳn là có thể chịu được. Chịu được. Phải chịu được. Khoảnh khắc sau, La Phong đã lâm vào trạng thái mức gần như đần người, thậm chí còn còn muốn lập tức hôn mê tan vỡ, nhưng tính niệm vẫn cố chống đỡ. Chỉ có sát khí công kích trên một giới hạn nhất định mới có thể hoàn toàn làm cho La Phong tan vỡ. Không biết qua bao lâu, sát khí công kích vô tận như thủy triều rút đi, lưu lại một khoảng yên lặng la phong kia lâm vào trạng thái gần như hôn mê bây giờ ý chí cơ hồ trong nháy mắt đã thanh tĩnh mẹ nó ta thành công chống lại sát khí công kích rồi la phong trong lòng hớn hở lập tức một cơn đau nhức vô cùng đáng sợ trong nháy mắt thông qua thân thể kim giác cự thú truyền lại tới ý thức của ba thân thể la phong hừ bên trong khoang bản công người địa cầu mạnh quỳ gối xuống sàn kim loại ngón tay cắm vào kim loại chỉ để lại một vài vết xước mờ nghiến răng đến chảy máu. Thể nội thế giới Phân thân ma sát tộc và kim giác cự thú đều bắt đầu đau tới phát điên. Chủ thể dung hợp huyết lạc tinh kim giác cự thú chốc chốc va chạm vào những sơn mạnh bằng thế giới trong thể nội thế giới, chốc chốc dùng lợi trảo xé vụn cả mặt đất, chốc chốc ngẩng đầu gầm lên, chốc chốc bay vút lên trời tru lên, chốc lát lại đáp xuống mặt đất. Đau. Đã tới mức làm ý thức cũng sắp tan vỡ. Nhanh lên một chút nhanh lên, la phong, phân thân ma sát tộc tru lên. Ngao ngô. Ô. Kim giác cự thú cũng gầm lên đau đớn. Đột nhiên thân thể khổng lồ kim giác cự thú như một hòn núi lớn ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Nó như đã vô cùng mệt mỏi, bò trên mặt đất. Đây là lần đau đớn nhất khi dung hợp huyết lạc tinh tính cho tới nay. Hơn nữa so với việc dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 thì đau đớn hơn rất rất nhiều đau tới mức làm La Phong thiếu chút nữa là tan vỡ. Cuối cùng cũng thành công rồi. Kim giác cự thú ầm ầm đứng dậy, khu động móng chân phải ẩn chứa lực huyết lạc khổng lồ nhất thời móng chân phải nhanh chóng phát sinh dị biến. Xương, cơ bắp, lân giáp, các vật chất cơ bản cấu thành tế bào đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này làm lân giáp bề ngoài móng chân phải kim giác cự thú trở nên vô cùng chặt chẽ, hơi thô chắc một chút, biến thành kim sắc chói mắt cả móng chân phải biến thành kim sắc thuần túy. Đồng thời trên móng vuốt cũng rải rác những hoa văn kỳ bí dày đặc huyết sắc. Hoa văn kỳ bí huyết sắc hòa với lân giáp kim sắc hỗn hợp hình thành rất hiệu quả hỗn hợp huyết sắc, kim sắc. Hơn nữa nếu tổ hợp toàn bộ hoa văn trên lợi trảo ở móng chân phải và lân giáp, chính là đồ hình đầu pho tượng thần thú đang gầm lên. Đồ hình đầy đủ đầu thần thú đang gầm. Ô! Kim giác cự thú nhẹ nhẹ chích ra một móng chân phải huyết kim sắc ầm ầm, cả mặt đất đều rung động nứt ra. Tốt, tốt, đáng sợ thật. Phân thân ma sát tộc bên cạnh, bản thân kim giác cự thú, đều dán mắt vào móng chân phải huyết kim sắc sau khi dị biến. Lúc này La Phong mới chính thức hiểu việc mình tìm được nhiều huyết lạc tinh trên huyết lạc đại lục là một khoản lãi to như thế nào. So với ít lợi từ việc tìm được bộ phận truyền thừa ma âm thần tướng thì lợi ích của huyết lạc tinh lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu là vì gen kim giác cự thú thích hợp với việc dung hợp huyết lạc tinh hơn gen nhân loại nhiều, nếu không thì đầu có hiệu quả lớn tới như vậy. Kết quả dung hợp 100 viên huyết lạc tinh làm La Phong vô cùng kinh hỉ. Lúc dung hợp 99 viên huyết lạc tinh, móng chân phải của kim giác cự thú đã phù hợp với quy luật bản nguyên vũ trụ hơn 9 lần, đồng thời bản thân móng chân phải cũng tương đương với tổng sức mạnh thân thể vốn có của kim giác cự thú tương đương với việc nâng cao sức mạnh thân thể lên gấp đôi. Còn lúc này phù hợp quy luật vũ trụ ước chừng là 10 lần. Đề cao rất ít. Nhưng móng chân phải, vẻn vẹn chỉ là một móng vuốt, lại tương đương 10 lần sức mạnh thân thể của kim giác cự thú trước khi lột xác, đúng rồi, từ một lần nhảy vọt tới 10 lần. Chỉ cần móng chân phải đã tương đương với 10 lần chỉnh thể sức mạnh thân thể trước khi lột xác. Sức mạnh hoàn toàn ngưng tụ thành một luồng sẽ đạt tới mức 11 lần. Sức mạnh thân thể đơn thuần của kim giác cự thú là một đơn vị. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thi triển bản tôn thiên địa, bây giờ bản tôn thiên địa tầng thứ hai đã có chút thành tựu, đạt tới ước gấp 5 lần, sức mạnh thân thể đại khái sẽ là 5 đơn vị. Sau đó khu động thêm lực huyết lạc, tính theo cơ sở 11 lần, đã tới gần 55 lần. Rồi thi triển thêm bí pháp thiên phú cường hóa, Móng chân phải mà cùng mảnh mục kích sẽ đạt tới 110 lần sức mạnh thân thể cơ bản. 110 lần. Là khái niệm gì? Cho dù kim giác cự thú không dùng niệm lực, nguyên lực, chỉ cần sức mạnh thân thể bộc phát đã là 110 lần lúc trước, hơn nữa cơ sở bản thân nó cũng rất bưu hãn rồi phối hợp với cảm ngộ pho tượng thần thú, ngộ xuất ra siêu tuyệt chiêu tê thiên nhất trảo, thì uy lực thật sự vô cùng đáng sợ nếu vẻn vẹn chỉ dung hợp 99 viên huyết lạc tinh. Thực lực đã chênh lệch rất lớn. Vì sức mạnh thân thể tăng trưởng với biên độ như vậy, lại có thể trải qua thiên phú cường hóa tôn bản thiên địa, tiến hành liên tục chồng lên, sẽ tạo thành một lực lượng đáng sợ như vậy. Kim giác cự thú bình thường, điều kiện tu luyện bản tôn thiên địa e rằng không tốt được như ta. La Phong thầm nghĩ, hơn nữa trong điều kiện bình thường, căn bản không có cơ hội tìm được bảo vật nghịch thiên như pho tượng thần thú, chứ đừng nói dung hợp nhiều huyết lạc tinh như vậy, ý chí của ta mạnh hơn rất nhiều thần linh bất hủ. Những kim giác cự thú ấy cho dù tìm được huyết lạc tinh, e rằng cũng không dung hợp được. Nhiều kỳ ngộ kết hợp lại, ý chí La Phong, kim giác cự thú là điều kiện thân thể, công ty vũ trụ giả định cung cấp tài nguyên, hơn nữa vận khí tốt vài lần, cuối cùng bồi dưỡng ra một con kim giác cự thú đáng sợ như vậy. So với kim giác cự thú, sức chiến đấu chính diện của phân thân ma sát tộc vẫn kém hơn. Kim giác cự thú, bây giờ còn không đủ mạnh, đầu tiên là cảm ngộ quy luật còn kém. Tê thiên nhất trảo căn bản không một một phần trăm khi con thần thú thi triển, tiếp theo, bản tôn thiên địa của ta bây giờ mới tới tầng thứ hai, mà cũng chỉ là tu luyện một bộ phận mà thôi. Tầng thứ hai mà đại thành, sức mạnh thân thể có thể đạt tới ít 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 lần lúc trước nếu bản tôn thiên địa tầng thứ ba hoàn toàn luyện thành vậy quả là nghịch thiên chính thức rồi la phong thầm suy nghĩ tận đáy lòng từ khi nghe sư phụ đề cập tới thiên tài tuyệt thế khoa đế có thể vào thời kỳ giới chủ đỉnh phong đã đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu hắn đã bắt đầu có giả tâm ta la phong tới giới chủ đỉnh cao cũng có thể đánh chết thần linh bất hủ cấp phong hầu hắn có thể làm được ta có phân thân kim giác cự thú tại sao lại không làm được la phong đã nghĩ như vậy hoa đế khẳng định gặp rất nhiều kỳ ngộ cũng có rất nhiều bí mật nếu không chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật thì không thể nghịch thiên như vậy do đó la phong thấy mình cũng có kỳ ngộ nhưng cũng không dám đắc ý chút nào vũ trụ rộng lớn không cùng những kỳ ngộ đặc thù khẳng định rất nhiều chính thức kết hợp tốt tất cả sử dụng tốt mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả la phong thầm nói chỉ cần trên địa cầu tìm tu vài chục năm, ta có thể chính thức bước vào kỳ giới chủ. Đến lúc đó cảm ngộ quy luật của ta có thể tới một thời kỳ tăng lên cực nhanh. Giới chủ mới là thời kỳ chính thức bộc phát. La Phong bây giờ phải làm là xây cơ sở cho mình càng ngày càng tốt. Như vậy, khi đạt tới giới chủ, La Phong có thể bộc phát ra thực lực làm cho người ta phải sợ hãi, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong phòng điều khiển vẫn mặt tinh hào La Phong và Địch Luân đang đứng trong phòng điều khiển. Lập tức bắt đầu xuyên qua vũ trụ, tiến vào hệ mặt trời. Đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Một phi thuyền khẽ chấn động. Rất nhanh, thông qua ngoại cảnh giả định, đám La Phong đã thấy được một khoảng tinh không quen thuộc. Một hành tinh nóng rực, chung quanh nó vòng quanh những hành tinh không ngừng xoay tròn vùng tinh không này là hệ mặt trời trở lại la phong thở vào một hơi trong mắt có vẻ rất phức tạp vèo vẫn mặt tinh hào nhanh chóng bay về phía địa cầu là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp ép lại trải qua khoa học kỹ thuật cường đại nhất tộc nhân loại của công ty vũ trụ giả định cải tạo trình độ kỹ thuật của vẫn mặt tinh hào thật sự là cực cao ít nhất có thể nói hệ thống cảnh giới địa cầu căn bản không thể phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp ép phi hành trong khoảnh khắc hả la phong từ xa nhìn vào tinh cầu cách trái đất vốn rất gần vốn nó là hỏa tinh màu đỏ lại chật chật lại biến dạng như thế la phong cười lớn điện hà ngươi cười cái gì thế địch luân nghi hoặc hỏi xem kìa tinh cầu đó la phong chỉ vào hỏa tinh tinh cầu màu xanh lá Địch Luân Nghi hoặc không, 200 năm trước, nó vẫn là một tinh cầu màu đỏ. La Phong cười nói, nhưng vì đây là nơi trong hệ hàng tinh dễ được cải tạo nhất cho nhân loại cư trú, hơn nữa diện tích của nó cũng không phải là quá lớn, ít nhất thua xa diện tích địa cầu. Với thực lực bây giờ của địa cầu, họ đã cải tạo cả hỏa tinh thành một tinh cầu có sinh mạng rồi. Cải tạo Địch Luân Nghi hoặc nói, cải tạo ra một tinh cầu có sinh mạng rất đắt. So với việc mua một tinh cầu có sinh mạng còn đắt hơn." La Phong cười. "Đúng, đắt hơn. Nhưng bây giờ La gia là lãnh chúa ngân hà, địa vị của địa cầu cực cao, nhưng một khi xuyên qua vũ trụ ly khai, muốn trở về lại phải thông qua trùng động đáp phi thuyền gần 3 năm mới có thể trở về. Thời gian 3 năm lữ trình, đối với người địa cầu mà nói thì thật sự là dài đằng đẵng. Rất nhiều người muốn ở lại địa cầu, do đó thà đi cải tạo hỏa tinh cải tạo cả hỏa tinh thành một tinh cầu có sinh mạng bây giờ trong hệ mặt trời nhân loại bây giờ một là sống ở địa cầu hai là ở hỏa tinh đương nhiên còn có cả mặt trăng và một vài vệ tinh cải tạo dù sao cải tạo vệ tinh cũng dễ dàng hơn chẳng mấy chốc vẫn mặt tinh hào đã đến gần tầng khí quyển địa cầu qua nhiều phi thuyền lui tới như vậy à địch luân không kìm được kinh hô ta đi qua rất nhiều tinh cầu có sinh mạng rất ít nơi có nhiều phi thuyền vãng lai như vậy. La Phong nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi địa cầu, có lúc thì bay về phía mặt trăng, có khi bay về phía hỏa tinh, không khỏi nở nụ cười. Phi thuyền này cơ hồ đều không tiến hành xuyên toa vũ trụ. La Phong cười giải thích, địa cầu và hỏa tinh, cùng với một vài vệ tinh, mỗi ngày đều có vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai. Giao thông rất dễ dàng. Cũng giống như xe khách đường dài, ô tô giao thông công cộng vậy. Vô số phi thuyền vũ trụ vãng lai địa cầu, hỏa tinh, các nhiều vệ tinh. Từ đó nhân loại trên địa cầu có thể trong vòng một ngày chạy qua lại giữa hỏa tinh và địa cầu. Hoàn toàn có thể buổi sáng ăn điểm tâm trên địa cầu, giữa trưa ăn cơm trưa ở hỏa tinh, buổi tối lại về ngủ ở địa cầu. Hơn nữa, đối với La Gia là lãnh chúa Ngân Hà thì việc mua hàng loạt phi thuyền vũ trụ cấp quy, cấp B quả thực là các trong sa mạc nhân loại trên địa cầu chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua vé là có thể đáp phi thuyền lui tới địa cầu, hỏa tinh. Phi thuyền vũ trụ do La Gia đưa vào hoạt động cũng chỉ thu tiền công thôi. Mọi người ly khai khỏi phi thuyền đi. La Phong đột nhiên hạ lệnh. ầm ầm đám hộ vệ quân trên vẫn mặc tinh hào ai nấy nhanh chóng rời khỏi khoang nghỉ ngơi, địch luân. Ngươi cũng nên che giấu tung tích mọi người nhé. Ta không muốn bị người địa cầu phát hiện ra đột nhiên có hơn một ngàn người xuất hiện ngoài tầng khí quyển trên địa cầu đâu. La Phong cười nói. Việc này dễ thôi. Địch Luân gật đầu cười nói. Đường đường là một thần linh bất hủ, mà không tránh khỏi sự thăm dò của địa cầu, thì quả là quá buồn cười. Khoảnh khắc sau. La Phong cùng với đám hộ vệ quân đã đứng bên ngoài vũ trụ. Về phần vẫn mặt tinh hào thì được ba ba tháp thu vào không gian trữ vật của nó địch luân ngươi thu hộ vệ quân vào thể nội thế giới của ngươi đi la phong cười nói ta về quê không dương cờ giống trống thì tốt hơn dạ địch luân gật đầu địch luân liếc mắt nhìn hơn một ngàn hộ vệ đang đứng thẳng lơ lửng xung quanh vung tay lên toàn bộ thu vào thể nội thế giới của hắn thế giới do giới chủ chế tạo rất tiện lợi hơn nửa loại thế giới này cũng có thể cho sinh mạng sống trong đó nhưng thế giới cũng vẹn vẹn chỉ có giới chủ mới có thể sống một khi trở thành thần linh bất hủ thì ngược lại không thể chế tạo ra thế giới nữa do đó lúc còn là giới chủ bình thường đều sẽ chế tạo nhiều thế giới dự phòng vì giá rất đắt nên việc chế tạo ra thế giới cũng chỉ có số lượng rất ít ừm chúng ta đi la phong nhanh chóng nhằm thẳng về phía tầng khí quyển địch luôn đi theo phía sau xuyên qua tầng khí quyển Chẳng mấy chốc La Phong đã thấy mặt đất trên địa cầu. Đó là Thái Bình Dương. La Phong phân rõ khối địa lý phía dưới, bên này. Vèo. Vèo. Tốc độ phi hành của La Phong, địch luân đã tới một trình độ rất đáng sợ. Cơ hồ chỉ một giây đồng hồ đã từ Thái Bình Dương tới gần khu vực Bắc Mỹ, rồi bay thẳng đến bầu trời đại lục Á Châu. Tinh cầu tuyệt đẹp. Địch luân nhìn xuống tinh cầu phía dưới, cảm khái quê ngươi thật khá ngươi không tới cách đâu hai trăm năm đó thôi la phong cười nói rồi nhìn xuống phía dưới đúng vậy địa cầu đã đại biến trước thời kỳ đại niết bàn địa cầu rất náo nhiệt khi đó ô nhiễm rất nghiêm trọng trời lúc nào cũng đều xám đục thời kỳ đại niết bàn qua đi cả địa cầu tiến vào mạc thế rất nhiều thành trì biến thành chỗ vui chơi của quái thú trở thành một đống hoang tàn còn hải vực rộng lớn trên địa cầu lại hoàn toàn là thiên hạ của quái thú. Nhân loại chỉ có thể sống trong các căn cứ thị, phải vô cùng cẩn thận. Song sau khi La Phong, Hồng, lôi thần ly khai địa cầu lan bạc vũ trụ, địa cầu đã bắt đầu biến dạng. Có vô số khoa học kỹ thuật, tài nguyên, thậm chí còn đã có thể cải tạo một tinh cầu bình thường thành một tinh cầu có sinh mạng. Vậy thì việc cải tạo địa cầu tự nhiên cũng rất dễ dàng. Thật đẹp. La Phong nhìn xuống phía dưới, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Cả địa cầu trở thành một hải dương màu xanh lá. Các loại thực vật hoa cỏ rải rác cả địa cầu. Còn có một chút vài tiểu động vật sống trong một vài cánh rừng rậm. Những động vật này vẻn vẹn chỉ là động vật bình thường, chứ không phải là những quái thú năm đó. Những thành phố hoang tàn hoàn toàn biến mất, à, không phải. Vẫn tồn tại vài thành phố hoang tàn, giống như những nhà bảo tàng để lớp người mới trên địa cầu tới tham quan thay đổi mật độ dân cư ít hơn la phong phi hành trên không nhìn xuống thành phố phía dưới địa cầu cơ hồ không còn khu vực trồng lương thực trên lục địa phần lớn là khu nhân loại sống vùng ngoại thành lẫn thành phố đều được xây dựng tuyệt đẹp không trung xanh thẳm trong vắt mặt đất cây xanh mượt mà cho dù là trong thành phố phồn hoa nhất cũng rất ít khi thấy những cao ốc cao chọc trời chỉ còn lại có một vài cao ốc cao chọc trời có giá trị kỷ niệm thôi. Điện hạ, năm đó ngươi sống ở đâu? Địch Luân cười hỏi. Đằng kia. La Phong từ xa chỉ vào một thành phố lớn phồn hoa xa xa, Dương Châu thành, một trong tám đại vệ thành của cơ sở Giang Nam thị. Thành phố có vài khu vẫn được bảo trì, nhưng cả Dương Châu thành đã biến hóa quá lớn. Dương Châu thành bây giờ là một tòa thành rất nổi tiếng trên địa cầu chỉ cần dân cư bình thường cũng đã đạt tới 2.000 vạn. Hơn nữa vô số người lui tới du ngoạn, vô số người hâm mộ truy tìm dấu chân la phong trên địa cầu, làm Dương Châu Thành phồn hoa phi thường. Sau khi cả địa cầu được cải tạo, địa vị của Dương Châu Thành đã được đề cao tới mức sánh ngang với cơ sở Giang Nam Thị. Dương Châu Thành, khu nhà của thành phố La Gia. Địch Luân, đợt lát nửa ngươi hơi chút biến ảo bộ dáng một chút. La Phong cười nhìn nam tử đầu trọc hắc bào ngươi trông như vậy rõ ràng không phải người địa cầu sẽ khiến người ta vây xem hiểu rồi địch luân gật đầu đồng thời bất hữu lực bắt đầu khởi động thân thể mặt mũi bộ dáng tựa như nước chảy di động chẳng mấy chốc đã biến thành một nam tử đầu trọc da vàng rất bình thường không khác gì người địa cầu bình thường đến cả y phục trên người cũng biến thành một bộ quần áo rất thông thường vèo vèo la phong địch luân nhanh chóng đáp xuống. Hai người căn bản không khiến cho thành phố cảnh giác chút nào, rồi không một tiếng động đi trên đường Dương Châu Thành. Đây là trường trung học mà ta học tập. Đây là đường phố ta thường xuyên đi ngang qua, vẫn được bảo trì nguyên dạng. Kia, là phòng thuê rẻ tiền nơi ta từng sống rất lâu. La Phong, địch luân vừa đi, vừa nhìn một vài ký ức hơn 200 năm trước. Là một cường giả vũ trụ, trí nhớ La Phong cực mạnh đến cả một vài ký ức thời kỳ trẻ con cũng có thể nhớ được nơi này thật là náo nhiệt địch luân chỉ vào một vũ quá rộng lớn xa xa đó là nơi ta luyện võ la phong cười nói năm đó ta là học viên trong đó điện hạ năm đó tu luyện tại đây còn điện hạ bây giờ đã là lãnh chúa ngân hà chẳng trách tòa vũ quán này lại náo nhiệt như vậy địch luân cũng cười gật đầu la phong quay đầu chỉ vào một nhà hàng gần đó Đi, tới nhà hàng đó ăn cơm đi. Không ngờ qua 200 năm, nhà hàng này vẫn còn. La Phong đeo kính râm, cùng Địch Luân tiến thẳng vào nhà hàng này, vừa tiến vào nhà hàng, La Phong, Địch Luân đã phát hiện có không ít người đang tụ tập bên trong nhà hàng, đang vây xem cảnh náo nhiệt. Tập tính người quê nhà ta thích vây xem náo nhiệt vẫn luôn không thay đổi. La Phong ngược lại nở nụ cười, cũng đi đến một góc nhà hàng, nhìn những gì phát sinh bên trong bên trong nhà hàng vô cùng bừa bãi. Cái bàn, cái ghế, chén vỡ lật úp, một thanh niên tóc vàng hơi mập mạp, phía sau còn đi theo bốn gã bảo vệ mặt hắc y, vây quanh một thanh niên mặc đồ luyện công đang che trước mặt một cô gái. Nghiêm mập, ngươi đừng có cầm kê mau đương lệnh tiễn, thiếu niên mặc đồ luyện công quẹt vết máu trên khóe miệng, giận dữ chỉ vào thanh niên hơi mập mạp. Ngươi không phải là muốn thanh tỉnh, vậy ta cho ngươi thanh tỉnh thế mà ngươi chuyên môn tìm dương chí ta để kiếm chuyện là sao? muốn dựa vào bảo vệ của lão đại ngươi nhân cơ hội phế ta đi à? ta không nhầm vào ngươi. ai bảo tiểu tử ngươi dám không nể mặt lão đại ta chứ? tên mật tóc vàng cười lạnh một tiếng. bây giờ thì mau mau biến đi. nhưng đáy lòng hắn lại thầm nghĩ, tên dương chí này tiến bộ thật nhanh, lại có thể đỡ được công kích của đám bảo vệ lão đại mà không bị phế. phốt thanh niên mặc đồ luyện công khí huyết dân trào, không kìm được lại phun ra một búng máu. A à chí, A à chí. Thiếu nữ vội giúp đỡ thanh niên mặc đồ luyện công. Không sao đâu. Ngươi sẽ không sao đâu. Yên tâm đi ta không có việc gì. Thanh niên mặc đồ luyện công hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn tên mập tóc vàng, nếu không phải vừa mới đột phá, e rằng vừa rồi đã bị phế thật rồi. Hừ hừ, nhưng bây giờ đã tới nhà hàng, trước mặt công chúng lại là dương châu thành nghiêm mật cũng chỉ có nước bỏ đi không có gan làm sằng bậy đâu tên mập tóc vàng quát lạnh nói lão bản lão bản ta đã nói muốn thanh tĩnh sao còn không bảo tiểu tử này cút đi lão bản nhà hàng là một thanh niên gầy gò vội cười làm lành đi ra nghiêm hoang cô gái phía sau thanh niên mặc đồ luyện công phẫn nộ chỉ vào tên mập tóc vàng anh ta sắp tới đây ngươi đừng quá kiêu ngạo tránh cả ra. Một đám cảnh sát hóa thành những luồng tàn ảnh, nhanh chóng tách đám người ra. Vài chục cảnh sát nhanh chóng chiếm cứ những vị trí trọng yếu trong nhà hàng. La Phong đứng trong góc nhìn ra, không khỏi nhếch mép cười. Cảnh sát Hiện cảnh sát trên địa cầu xem ra ai cũng ít nhất đều là cấp chiến tướng. Đúng vậy. Dù sao trên địa cầu bây giờ, cơ hồ mọi người yếu nhất cũng là cấp chiến sĩ. Ai tới nháo sự? Tráng hán lực lượng dẫn đầu đám cảnh sát nhìn lướt qua những người ở đây. Anh! Cô gái như thấy cứu tinh, vội hô. Tiểu muội. Tráng hán nhìn muội muội không hề bị thương, thở vào một hơi, rồi nhìn thanh niên mặc đồ luyện công sắc mặt tái nhợt đang đứng cạnh cô gái, trên y phục có vết máu loang lổ, nhất thời biến sắc. Dương chí lão đệ, chuyện gì thế? Anh, là nghiêm mật dẫn người của lão đại hắn tới đây chiếm bàn chúng ta đương nhiên không muốn trêu vào lão đại hắn, do đó lập tức rời đi. Nhưng tên nghiêm mập thuần túy lại gây gỗ với A Chí, cố ý gây chuyện, còn cho một bảo vệ ra tay. May mà A Chí thật sự vọt lên được lầu một, tới trước công chúng. Do có rất nhiều người ở đó, họ mới không dám làm sàng bậy. Nếu ở trên lầu, e rằng, e rằng. Thiếu nữ hai mắt trưng trưng. Tráng hán quay đầu nhìn chầm chầm vào tên mập tóc vàng. Tên mập tóc vàng vẫn mang tiếu ý, đứng trước bốn bảo vệ, mỉm cười nhìn tráng hán. Vương đội trưởng. Tên mập tóc vàng mỉm cười. Nghiêm hoa ngươi làm việc cho đúng mực. Đây là Dương Châu Thành. Dám gây chuyện à, tráng hán quá khẽ. Tên mập tóc vàng mỉm cười nói, đúng, đây là Dương Châu Thành, Dương Châu Thành của La Gia. Đừng nói Dương Châu Thành, dù cho cả hệ ngân hà cũng là của La Gia. Tại đây, kêu vào người la gia, ai cũng không cứu được các ngươi đâu. Đám cảnh sát đều trầm mặt, Tráng hán. đội trưởng cảnh sát nhìn chằm chằm vào tên mật tóc vàng, sau đó khẽ quát một tiếng, "Tiểu muội, chúng ta đi." Nói rồi đỡ thanh niên mặc đồ luyện công bước đi. Tên mật tóc vàng mỉm cười nhìn cảnh này. Ở góc nhà hàng, Tự Hồ có liên quan tới điện hạ đó. Địch Luân cười nhìn La Phong. La Phong cũng cười, "Tự Hồ là như vậy." đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Vốn vô số người vây xem bên ngoài đều nhanh chóng né tránh, rồi nghe một thanh âm đầy áp lực là phi thuyền của thiên tài La Gia. Chỉ thấy ngoài nhà hàng, một chiếc phi thuyền màu lam thẩm, đường kính ước 30 thước từ từ hạ xuống. Trong quá trình hạ xuống, có những bảo vệ đồng phục đen nhanh chóng nhảy xuống, nhanh chóng bảo vệ xung quanh nhà hàng. Lão đại tới rồi. Tên mập tóc vàng bên trong nhà hàng hơi biến sắc, hai tay như ảo ảnh, nhanh chóng quét vô số bàn ghế vỡ nát qua một bên. Nhanh xử lý rác rưởi đi. Tên mập tóc vàng khẽ quát một tiếng với đám người chung quanh, nhất thời bốn gã bảo vệ hắc y phía sau hắn, cùng với đám người phục vụ lập tức nhanh chóng thu thập rác rưởi. Chỉ hơn 10 giây, cả lầu một nhà hàng đã trở nên trống rỗng. Đồng thời còn có tấm thảm mới tinh vừa trải. Còn lúc này, cửa khoang phi thuyền có một thiếu niên hơi mập mạp tóc quăng đi ra khỏi cửa khoang, bước xuống đất đồng thời phía sau đã có một cô gái mặc áo tím đi theo với vóc người ma quỷ la ngạn trường nhìn bốn phía xung quanh có rất nhiều hộ vệ và không ít người bên ngoài đang tò mò nhìn hắn đó là thiên tài của la gia la ngạn trường thiếu gia là la ngạn trường thiếu gia ngươi xem lông mi rất giống lãnh chúa la phong từ ta tới dương châu thành du ngoạn đây là lần đầu tiên thấy người của la gia mọi người chung quanh rất náo động La ngạn trường rất bình tĩnh. La gia với tư cách lãnh chúa ngân hà gia tộc, hơn nữa bởi vì có La Phong, cho dù là những hoàng thất của Hắc Long Sơn đế quốc cũng nhiệt tình vô cùng, không dám đắc tội với họ chút nào, còn một vài quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp xung quanh càng chăm nom nịnh bợ La gia. Mặc dù không phải là một hoàng tộc kiến quốc, nhưng trong mắt người địa cầu, lãnh chúa ngân hà La gia cũng là một loại hoàng tộc. Là một gia tộc từ khi La Phong phát triển tới nay cũng vẻn vẹn chỉ truyền thừa 200 năm, nếu so với những gia tộc hoàng thất truyền thừa ít nhất trăm vạn ở một vài quốc gia, số lượng thành viên La gia rất ít. Chỉ tính nam giới ở La gia cũng mới có mấy trăm người mà thôi. Do đó có thể thấy được số thành viên La gia rất hiếm. Nana, chúng ta đi vào đi. La Ngạn Trường cười nói với cô gái. Ta sớm đã muốn tới nghe nói nhà hàng này vào thời kỳ đại niết bàn đã tồn tại rồi thiếu nữ xinh đẹp hưng phấn nói la ngạn trường mỉm cười gật đầu hai người sống vai đi vào bên trong nhà hàng đám cảnh sát chưa kịp đi vẫn còn ở bên trong nhà hàng la thiếu gia đám cảnh sát vội cung kính hành lễ kể cả đội trưởng cảnh sát cũng hành lễ đây là cung kính phát ra từ trong lòng la da mặc dù quyền thế ngang trời nhưng trên địa cầu cơ hồ không có xì căng đan gì nhiều nhất là một vài việc nhỏ nhỏ dù sao gia chủ la phong một nhân vật truyền kỳ của la gia cũng yêu cầu gia tộc phải rất nghiêm khắc từng la ngạn trường mỉm cười gật gật đầu lập tức lướt mắt nhìn vào trong nhà hàng rồi không khỏi nhíu mày vì hắn phát hiện ra bên trong nhà hàng thoáng còn lưu lại những dấu vết đánh nhau lão đại tên mật tóc vàng vội chạy tới hừ trong mắt la ngạn trường lóe lên vẻ tức giận làm tên mập tóc vàng vội nặng ra một vẻ tươi cười nghiêm hoang cùng lớp cùng học với la ngạn trường hơn nữa nghiêm hoang cũng mập như hắn hơn nữa rất thích nịnh bợ la ngạn trường cũng rất thích hắn la ngạn trường nhìn thanh niên mặc đồ luyện công đang đứng một bên trên người còn có vết máu mỉm cười nói dương chí không có việc gì chứ không có việc gì la thiếu gia thanh niên mặc đồ luyện công nói ngay từng La ngạn trường gật gật đầu Ra ngoài cả đi La ngạn trường phân phó Nhất thời đám cảnh sát Thanh niên mặc đồ luyện công Cô gái cùng với một vài khách nhân chưa kịp đi Ai nấy vội bỏ đi La ngạn trường phân phó họ Họ đã cảm thấy là một việc rất bình thường Không nói chuyện khác Chỉ cần bản thân thực lực La ngạn trường cũng đã là cấp hành tinh rồi Bên trong nhà hàng Lần trước ta phân phó ngươi giáo huấn hắn, nhưng cũng phải phân trường hợp. La ngạn trường lạnh lẽo liếc mắt nhìn tên mập tóc vàng, truyền âm nói, làm việc đừng để mất mặt ta, hiểu chưa? Dạ, lão đại. Tên mập tóc vàng liền nói. Thân thể la ngạn trường chợt trung lên, rồi biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc nhà hàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng bảo những người khác đều ra ngoài, hơn nữa cảm giác thấy những người đó đích xác đều đã ra ngoài hai người đứng góc nhà hàng thế mà hắn đường đường là một cao thủ cấp hành tinh mà thật sự không hề có một chút cảnh giác nào giống như đó là không khí vậy ta cảm giác tiểu gia hỏa này rất ghê bề ngoài thì khác trong lòng lại khác chật chật xông xáo vào vũ trụ với tính cách này ít nhất có thể sống rất lâu nhưng so với tính cách ngươi thì hơi khác là la da của ngươi à địch luân hỏi đúng thật ra là La Gia ta, hắn tên là La Ngạn Trường, là đời thứ tám của ta. La Phong nói với địch luân. khi thấy La Ngạn Trường nhìn qua, La Phong lúc này mới gỡ kính râm xuống, đồng thời cơ mặt hơi thay đổi, nhìn lại La Ngạn Trường. a, à, La Ngạn Trường sắc mặt nhất thời trắng bệch, trên trán đổ những giọt mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn sợ ngây người. hắn, La Ngạn Trường, cháu tám đời của La Phong với tư cách là người la gia cho dù trong hệ ngân hà thậm chí ở hắc long sơn tinh vực cũng đều rất có thân phận có địa vị nhưng cho dù là hắn có địa vị cao tới đâu trước mặt la phong gia chủ la gia người làm cả địa cầu có địa vị tăng lên đáng kể thì hắn chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi hơn nữa gia quy của la gia rất nghiêm nhất định thấy rồi gia chủ hắn nhất định đã thấy rồi nhất định thấy rồi La Ngạn Trường tráng đổi mồ hôi hột, nhìn nam tử trước mắt, người này hơi cao hơn so với hắn, nhìn như bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén làm hắn phải run sợ. Người trước mắt là người hắn sùng bái nhất, gia chủ của La gia, nhân vật truyền kỳ nhất trên địa cầu. La Phong, lão đại, tên mật tóc vàng nghi hoặc thất vọng kêu. Ngạn Trường, thiếu nữ xinh đẹp cũng thất vọng kêu. La Ngạn Trường đứng trước mặt La Phong thấp thỏm hoảng sợ, nhất thời không biết phải nói cái gì, hắn, vẻn vẹn chỉ là là đứa cháu đời thứ 8. Toàn la gia tộc có rất nhiều người. Hơn nữa la phong thường xuyên chìm vào tu luyện, cũng đã rất nhiều năm qua, thỉnh thoảng mới vào vũ trụ giả định, về cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn một lần. Dẫn đến khi bọn tiểu bối vừa mới sinh ra vài chục năm qua, nhiều nhất là gặp qua La Phong được hai ba lần. Tỷ như La Ngạn Trường, từ khi sinh ra đến giờ cũng vẻn vẹn chỉ thấy la phong ba lượt la phong nói chuyện với hắn cũng vẻn vẹn chỉ có một lần thôi la ngạn trường lúc này đối diện với gia chủ la phong là một nhân vật cao cao tại thượng bên trong nhà hàng một khoảng yên tĩnh tất cả mọi người đều cảm thấy có gì không đúng đám hộ vệ hắc y nghi hoặc nhìn nam tử tóc đen đang đứng góc nhà hàng sao mà trông giống như la phong thế lập tức về nhà không cần nói với những người khác về ta lập tức họ sẽ quên việc đã thấy ta nam tử tóc đen ngắn đưa mắt nhìn la ngạn trường dạ la ngạn trường nín thở cung kính nói những người khác chung quanh thấy thiếu gia thiên tài la gia lại cung kính như vậy lại nghe nam tử cực giống la phong nói là họ lập tức sẽ quên việc đã thấy ta lại càng không giấu được vẻ kinh hãi chúng ta đi dạ điện hà Nam tử tóc đen ngắn và một nam tử cao gầy đầu trọc lóe lên, rồi biến mất không thấy nữa. Bên trong nhà hàng chỉ còn lại la ngạn trường và đám người của mình, cùng với đám người phục vụ nhà hàng. Rồi lão bản, một đám hộ vệ, đám phục vụ vốn vẻ mặt khiếp sợ, lúc này lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, tự hồ vừa rồi hai người chưa bao giờ xuất hiện. Gia chủ đích xác có thực lực khó tin. La ngạn trường nhìn đám thủ hạ chung quanh, không khỏi nín thở vừa rồi ta truyền âm trò chuyện với nghiêm hoang khẳng định là bị gia chủ phát hiện ra rồi sau này làm sao bây giờ làm sao bây giờ mặc dù sớm biết rằng một hai năm nữa là gia chủ sẽ trở về nhưng ai ngờ gia chủ lại không về thẳng nhà ngược lại tới nhà hàng này la ngạn trường cảm thấy phát khổ lão đại đi lên ăn cơm đi tên mập tóc vàng nói ngạn trường thiếu nữ xinh đẹp cũng kêu Châm miệng la ngạn trường phẫn nộ quát. Tên mập tóc vàng, thiếu nữ xinh đẹp sợ hãi muốn nhảy lên. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. La ngạn trường lạnh lùng đưa mắt nhìn tên mập tóc vàng, đồng thời nói với chung quanh, đi, trở về. Nana, ngươi cũng trở về đi, ta có việc trọng yếu. Dạ một đám hắc y nhân mặc dù nghi hoặc. Thiếu gia tại sao rõ ràng tới đây để ăn cơm, rồi lại đột nhiên phải đi về nhưng mỗi người vẫn tuân lệnh. La ngạn trường đáp chiếc phi thuyền tư nhân nhanh chóng bay lên không rời khỏi chỗ này. Địa cầu, La Gia La Gia là một gia tộc có địa vị vô cùng xa rời. Mặc dù nói, địa cầu bây giờ vẫn được liên bang địa cầu quản lý. Nhưng vì cả hệ ngân hà đều là của La Gia, tự nhiên địa vị của La Gia cũng trở nên hơi đặc thù. Còn liên bang địa cầu, chủ yếu là do ngũ đại cường quốc lãnh đạo. Dương Châu Thành, Nhà cổ La gia, bên ngoài nhà cổ, mỗi ngày đều có hàng loạt những hộ vệ mặc chế phục tuần tra. Đám hộ vệ mỗi người đều rất kiêu hãnh, rất tự hào. Vì muốn trở thành hộ vệ La gia thật sự quá khó khăn. Đầu tiên rất nhiều hộ vệ La gia đều mua thẳng từ chợ nô lệ vũ trụ, có hàng tá nô lệ cấp hành tinh, nô lệ cấp vũ trụ. Do đó, tiêu chuẩn thu nạp hộ vệ trên địa cầu tự nhiên cũng tương đối cao. Cho dù niệm thân phận đồng bào nhưng cánh cửa thấp nhất vẫn là vũ giả cấp chiến thần. Nhưng chỉ cần gia nhập vào La gia, cho dù trước kia chỉ là cấp chiến thần, cũng có thể đạt tới cấp hành tinh rất nhanh. Cấp hành tinh trong La gia cũng là người rất bình thường. Gần đây rất nhiều đại nhân đã trở lại. Đúng, đến cả Phổ Dương đại nhân cũng từ trầm cảnh tinh vực cách Hắc Long Sơn tinh vực rất xa về đây. Nghe nói đáp phi thuyền trong ám vũ trụ cũng phải tới gần nửa năm. Nghe nói Hải thiếu gia cũng bỏ qua việc thám hiểm vũ trụ, chạy về nhà. Bên trong nhà cổ, những người hầu thấp giọng thảo luận La gia với tư cách là một gia tộc cường đại, bình thường bên trong gia tộc có rất nhiều đệ tử đều ở các tinh cầu khác. Chỉ có rất ít người ở lại trên địa cầu. Nhưng gần đây một thời gian, cả đám đệ tử đã nhanh chóng từ các nơi trong vũ trụ chạy về. Đám người hầu cũng nhận thấy có gì khác thường. Nhà cổ La gia, ở giữa nhà cổ trong một đình viện u tỉnh. Tòa đình viện này có địa vị đặc thù ở La Gia. Vì đây là nơi đệ đệ La Phong, La Hoa sinh sống. Trong đình viện. Anh. A Hoa La Hoa đẩy cửa ra, nhìn La Phong đứng trong đình viện với địch luân, không kìm được kinh hỉ kêu lên. Hai huynh đệ lúc này ôm chầm lấy nhau. Phải hơn 200 năm rồi, không gặp mặt trong đời thật. La Hoa cười nói. Ừm, rất lâu rồi không trở lại. Địa cầu biến hóa rất lớn. La Phong gật đầu đệ đệ mình. Trên 200 năm, không thấy đệ đệ già yếu chút nào, chỉ là có khí chất học giả hơn. Ba mẹ đâu? La Phong hỏi, còn hỏi, đương nhiên là đang chinh chiến ở trong trò chơi giả định. La Hoa cười nói, không biết ba mẹ bị sao, lại si mê trò chơi giả định như vậy. May mà đã làm họ cường hóa thành cấp vũ trụ rồi, nên năng lực ý thức rất mạnh mới không lẫn lộn giữa giả định và sự thật. La Phong lắc đầu cười. Cả la gia người si mê vu trò chơi giả định nhất, nhất định là ba và mẹ rồi. Nghe ba nói, năm đó vào thời kỳ đại Niết Bàn, lúc họ đào vong, đã từng thấy một vài tiểu thuyết mạng được in ra, trong đó có một vài tiểu thuyết trò chơi mạng. Do đó ba và mẹ vô cùng si mê những trò chơi giả định ấy. Còn những trò chơi giả định thì được mô phỏng rất giống việc này dẫn đến khi thời gian chơi trò chơi quá dài dễ dàng làm cho người ta không phân rõ sự thật và hư ảo đây là một loại bệnh tâm lý xuất hiện khá thường xuyên trong vũ trụ ở một vài gia tộc giàu có nhưng la phong đã dùng các loại tài nguyên rất tốt cho cha mẹ để để sử dụng trong thật sự đạt tới cấp vũ trụ loại tài nguyên để chế tạo ra một cấp vũ trụ cũng đủ để mua một quân đoàn nô lệ cấp vũ trụ nhỏ rồi đương nhiên trong đời thật mà chế tạo ra vài cấp vũ trụ thì cũng chỉ là cát trong sa mạc đối với La Gia mà thôi. Anh, ngươi không biết chứ, ba mẹ mỗi lần gặp ta, thường xuyên kích động đàm luận với ta về trò chơi. Nói họ trong trò chơi đã đại sát tứ phương, trở thành một phương đại lão chẳng hạn. La Hoa lắc đầu cười nói, còn nói đời này sống rất đáng giá. Mỗi lần chơi một trò chơi, cũng tương tự trải qua cả đời người. Một trăm phần trăm mô phỏng, rất khoái. La Phong nở nụ cười, ba mẹ vui vẻ là tốt rồi. Mỗi một trò chơi giả định, chơi vài thập niên, cũng như qua cả đời vậy. La Hoa cười nói, bỏ chút tiền tài là có thể làm cho ba mẹ có tuổi thọ một nghìn kỷ nguyên, đích xác có thể chơi rất nhiều trò chơi giả định. Trải qua rất nhiều chuyện. La Phong gật gật đầu. Nhân sinh khác nhau, cha mẹ lúc còn nhỏ, tai nạn bột phát trên địa cầu, trong lúc đào vong thỉnh thoảng tìm được vài tiểu thuyết in bằng giấy đào vong nhiều năm, cuối cùng cũng ở lại trong căn cứ thị. Còn khi ở trong phòng thuê rẻ tiền, luôn luôn tân tân khổ khổ vì công việc để chăm sóc cho hai huynh đệ ho. Một mạch đến khi gần 50 tuổi, thì nhi tử La Phong mới cuộc khởi. Cha mẹ rốt cục có thể hưởng phúc. Hoàn thành giấc mộng lúc còn trẻ, lan bạc trong các trò chơi giả định. Vô cùng thống khoái lâm ly. Đương nhiên, muốn chơi trò chơi tận hứng, một là phải có tiền, hay là phải có thời gian. Nhân tộc vũ trụ ổn định, người thường có thể được hưởng thụ, là phải dựa vào vô số cường giả giữ gìn. Địch Luân đứng phía sau La Phong trầm thấp nói, trong vũ trụ có vô số tộc quần. Một vài tộc quần đỉnh phong chiến đấu với nhau. Tộc quần nhỏ yếu hoặc là trở thành nước phụ thuộc, hoặc là hình thành liên minh, vẫn phải chiến đấu vì sự sinh tồn của mình. Mỗi thời mỗi khắc, nhân loại đều có người chết, nếu có một ngày những cường giả vĩ đại ấy môn đều ngã xuống, nhân loại suy bại, những người thường cũng không cách nào có thể tiếp tục hưởng thụ như vậy. La Phong, La Hoa giật mình. Lập tức đều gật đầu. Điện Hạ, ngươi thành công nhờ có tư chất siêu tốt. Địch Luân nhìn La Phong. Đến cả sư phụ ta cũng tán dương ngươi, xem trọng ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành một cuộc trụ chống đỡ cho nhân tộc chúng ta, La Phong, La Phong. Một nhân ảnh tiến vào đình viện la phong quay đầu nhìn lại chính là từ hân tóc dài xõa tung lão bà la phong cười hắc hắc vừa về đã tìm đệ đệ ngươi rồi từ hân nói tại vừa rồi ta dùng niệm lực đảo qua không phát hiện ra ngươi có trong nhà thôi la phong cười đi qua rồi lập tức nói lãng sang chuyện khác được rồi lúc ta trở về thấy một tiểu gia hỏa tên là la ngạn trường tự hồ làm việc có ngươi nói ngạn trường à từ hân hơi cao mày vẻ tức giận, thừng, hắn làm việc đích xác hơi có vấn đề. Trong tộc cũng đã âm thầm thu thập chứng cớ về hắn, nhưng không có, tiểu gia hỏa này ít nhất cũng không gây ra tội ác tày trời nào. Ngươi đã thấy, vậy sớm nói cho tòa án gia tộc về hắn, tiến hành phán xét trừng phạt đi. Quản lý một gia tộc, đặc biệt là một truyền thừa sắp truyền thừa vạn năm, trăm vạn năm thậm chí tỷ tỷ năm. Việc quản lý tuyệt đối không thể dựa vào phán đoán của cá nhân tùy ý quyết định được hơn nữa La Phong cũng không có tinh lực mà quản lý thưởng phạt cả gia tộc. Do đó, phải có gia pháp gia quy. Cũng có tòa án trong tộc. Mấy năm nay ngươi chẳng quan tâm tới việc gì cả. Từ hân nhìn chầm chầm vào La Phong. Nói đến tòa án trong tộc, ta cũng muốn báo cho ngươi biết, nhiều năm qua, trong gia tộc có ba người bị tội chết. Ít 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 người bị trừng phạt, hoặc nhẹ hoặc nặng. Tiểu tử ngạn trường thiên phú rất tốt, tiến bộ cũng rất nhanh, làm việc cũng không tính là tội lớn, lại còn nhỏ tuổi, phỏng chừng phán xét trừng phạt hắn đi đào khoáng vật tinh cầu 3 tới 10 năm, La Phong gật gật đầu. Gia pháp gia quy của La Gia, xem như khá nghiêm khắc so với một vài đại gia tộc khác trong vũ trụ, cùng thê tử hàng huyên hồi lâu, cũng tranh thủ gặp mặt hai con trai, ngay buổi tối cùng ngày bên trong nhà của La Gia đã cử hành một yến hội lớn. Con cháu La Gia từ các nơi trong vũ trụ toàn bộ chạy về hoàng hôn, lễ tụ họp gia tộc bắt đầu, đệ tử gia tộc vô cùng nhốn nháo chào hỏi. Bái kiến gia chủ. Trong đại sảnh trên 2.000 người toàn bộ cung kính hành lễ. Ha ha. La Phong ngồi trên chủ vị, mặt tươi cười nhìn xuống tên 2.000 người phía dưới. Trên 2.000 người có nam có nữ. Đã trên 200 năm qua, truyền ra rất nhiều đời rồi. Một người có bối phận thấp nhất xem như là cháu đời thứ 11. Phía dưới trên 2.000 người nằm mọc chỉ tính riêng nam giới gia tộc tổng cộng cũng có tới hơn 500 người. Những người còn lại phần lớn là nữ. Đương nhiên đám con dâu chiếm số đông hơn. Rồi cháu, chắc trai, tàng tôn, huyền tôn, nam tử gia tộc mặc dù không ít một vợ một chồng, nhưng càng là những đời sau, vì lan bạc trong vũ trụ, nên gặp rất nhiều việc, chịu ảnh hưởng của một vài gia tộc ảnh trong vũ trụ. Rất nhiều người cưới vài thê tử, thậm chí nhiều người có hơn 10 thê tử. Vì trong vũ trụ, người có địa vị cao, thực lực mạnh, thường có rất nhiều thê tử. Đương nhiên, hôm nay tham gia lần gia tộc Yến hội này, đám nam tử gia tộc nhiều nhất chỉ đưa ba thê tử tham gia Yến hội, không dám đưa theo quá nhiều. Đều đứng lên đi. La Phong bảo. Dạ, gia chủ. Trên hai ngàn người toàn bộ đứng lên. La Phong nhìn một vài đứa bé phía dưới được cha mẹ ôm ấp. Rất nhiều đứa trẻ chớp mắt nhìn mình, có những con mắt trẻ con màu lam nhạt, hiển nhiên hơi là hỗn huyết. Từ hân. La Phong thấp giọng nói với thê tử bên cạnh, bây giờ những đời sau bên trong tộc, càng về sau, tự hồ lại càng cưới nhiều thê tử, cũng nhiều con hơn. Từng. Từ hân gật đầu như cháu đời thứ chín của người La khắc địch, có ít 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 thê tử, một phần ba có huyết thống địa cầu còn thì đều là các chủng tộc khác trong vũ trụ. Đương nhiên đều là những nữ tử từ những chủng tộc rất gần người địa cầu. Đây là gia quy của chúng ta. Hắn có 21 con trai, 28 con gái. La Phong không biết nói gì La Khắc Địch. Thật là mạnh. Bây giờ bên trong tộc đều có khuynh hướng như vậy. La Gia càng ngày càng mạnh, đặc biệt là khi ngươi đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát, một trong tứ đại cự đầu ở Càng Vua càng vu vũ trụ quốc rất nhiều tộc quần cổ xưa rất cường đại đều muốn tới kết giao. Từ hân bất lực nói, đám hậu bối đệ tử này cũng gặp được nhiều người, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Những đại gia tộc vũ trụ, có người cưới trên vạn thê tử, con trên một vạn. So sánh với họ, la gia chúng ta quá tốt rồi. Từ hân nói, la phong trầm mặt. Đây là phương hướng phát triển gia tộc bình thường. Hơn nữa một gia tộc muốn hưng thịnh, ít phải có số lượng đủ nhiều. Xác suất xuất hiện tinh anh mới cao, Từ Hân cười nói, những gia tộc cổ xưa ấy có cái nào không phải đệ tử gia tộc tới hàng tỷ tỷ. Chỉ riêng trong gia tộc đã có thể bồi dưỡng ra rất nhiều giới chủ, vực chủ, còn cấp vũ trụ thì hằng hà sa số. La Phong cười khổ. Giả thiết đời sau mình, mỗi người đều cưới vài chục lão bà, sinh vài chục con cái. E rằng mấy trăm năm tới ngàn năm sau, con cháu La gia cũng phải hàng tỷ tỷ rồi. Nhân loại sở dĩ cường đại. Địch Luân ngồi bên cạnh trầm thấp nói, đó là nhờ năng lực sinh sôi mạnh, số lượng rất nhiều. La Phong quay đầu đưa mắt nhìn Địch Luân. Sinh sôi? Vài chục con cái. Sao có cảm giác như heo nái đẻ vài lứa con, ai nấy đều hàng lô hàng lốc. Địch Luân tiên sinh nói rất đúng. Từ Hân cười gật đầu. Gia tộc muốn cường đại cũng không thể chỉ dựa vào một người. Cũng cần có nhiều đệ tử. Nam tử bên trong mới có trên 500 người thôi. So với những gia tộc cổ xưa trong vũ trụ, xem như ít tới mức đáng thương. Được rồi. La Phong lắc đầu cười. Đời mình, đời La Bình, La Hải, ít nhất mấy đời đầu, phần lớn đều là một vợ một chồng, thỉnh thoảng có người cưới hai ba thê tử. Càng về sau. Đặc biệt là cháu đời thứ sáu, cháu đời thứ bảy. Càng ngày càng ghê gớm hơn. Bây giờ la khắc địch có vài chục lão bà. E rằng tương lai la gia ta còn có nhiều đệ tử hơn nữa. La Phong nhẹ giọng cười nói. Từ hân cũng nói, tương lai xuất hiện có thể xuất hiện người có mấy ngàn thê tử thậm chí trên vạn thê tử, e rằng cũng không có gì khó hiểu. La khắc địch, la khắc địch. Đệ đệ La Hoa nghe truyện trên TV audio CV ngồi bên cạnh La Phong cười nói, anh, người này đã nhìn ai là nhìn rất chuẩn thực lực bản thân tiểu tử la khắc địch rất bình thường nhưng có nhiều lão bà như vậy nhiều nhi tử như vậy hơn nữa khi hắn còn nhỏ ta thấy tiểu tử này rất giỏi hoạt động kinh doanh hắn ở tới ba tinh cầu có sinh mạng thuộc lãnh địa gia tộc bây giờ hắn chẳng những bên trong lãnh địa đó kiến tạo ra cung điện thậm chí còn tại rất nhiều nơi trong vũ trụ cũng kiến tạo cung điện mà đều là cho kim ốc tàn kiều hậu cung chứa gái. Còn trẻ như vậy mà đã có ít 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 thê tử, e rằng vài thập niên nữa, sẽ biến thành mấy trăm tới cả ngàn thê tử rồi. La khắc địch, la khắc địch. La hoa rung đùi đắc ý, chỉ bằng một một đoàn nhi nữ, cũng đủ khắc địch chế thắng rồi. Tên này cưới giỏi quá. Nhắc nhở mấy vị một chút. Từ hân cười nói, 51 vị thê tử, là số chính thức hắn báo thôi. Dựa theo tình báo gia tộc, La Khắc Địch còn có 62 người không báo cho gia tộc. La Phong, La Hoa nhìn nhau. Không biết nói gì. Nhân tài. Thần Linh bất hủ địch luân ở bên cạnh, cười khẽ nói. Lần yến hội này, La Phong cũng chơi đùa với đám trẻ con rất vui. Đương nhiên yến hội này có một việc làm cho La Phong chấn động, tên La Khắc Địch trong gia tộc. La Phong có một loại cảm giác tiếp tục như vậy. Gia tộc sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đương nhiên khi so với hoàng tộc Hắc Long Sơn đế quốc hoặc gia tộc Cơ thị cổ xưa, một gia tộc cũng có trên ức dân cư thì e rằng bằng một phần vạn của các gia tộc cổ xưa. Yến hội xong. La Phong, Từ Hân, La Bình, La Hải một nhà bốn người tụ lại cùng nhau. Ba. La Hải vội hỏi, "Ngươi lần này về nhà có thể ở lại bao lâu?" "Tiểu Hải, lần này ta sẽ ở lại trên địa cầu rất lâu." La Phong cười vuốt đầu nhi tử. Trong hai con trai, La Bình theo khuôn phép, tương đối trầm ổn. Còn La Hải lại rất nhiệt huyết. Đi học ở Càng Vu Đạo Tràng, rồi mạo hiểm trong vũ trụ. Hơn nữa được tài nguyên gia tộc bồi dưỡng, đã là cấp hằng tinh cấp 8 rồi. Rất lâu là bao lâu? La Hải vội truy vấn. La Bình cũng nhìn cha. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì quá ngàn năm, vạn năm. La Phong cười khẽ nói, khi ta đảm nhiệm giám sát sứ, trong đời thật ta sẽ ở lại trên địa cầu trừ phi là thỉnh thoảng có lệnh của công ty vũ trụ giả định phái ra ngoài làm nhiệm vụ những lúc khác thì cơ hồ phần lớn thời gian đều trên địa cầu cả ha ha vạn tuế la hải hoan hô hai huynh đệ la bình la hải vỗ tay hoan hô la phong và từ hân thấy thế đều nở nụ cười con cháu gia tộc rất nhiều nhưng cảm tình nhất vẫn là hai đứa con trai mấy năm đó con cũng không ra ngoài mạo hiểm nữa. La Hải hô, con phải ở trên địa cầu. Ha ha! Hộ vệ quân của ba lại có tới 10 giới chủ, trăm vực chủ. Chật chật, còn có một vị thần linh bất hủ sau này sẽ có rất nhiều người có thể chỉ đạo con. Không có việc trọng yếu, thì đừng đi quấy rầy địch luôn. Thỉnh thoảng một hai lần còn được. La Phong dặn dò, hơn nữa ngươi là một tiểu gia hỏa cấp hàng tinh cấp 8, mười giới chủ hộ vệ quân của ta đều đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Mỗi người đều dễ dàng có thể chỉ điểm cho ngươi, ngươi tìm họ là đủ rồi. La Hải gật đầu, biết rồi, ba. Giới chủ được quy luật bản nguyên thừa nhận. Cả Hắc Long Sơn tinh vực cộng lại cũng mới có được bao nhiêu người chứ. Từ hân. La Phong nhìn về phía lão bà, kế hoạch của ta là mua từ công ty vũ trụ giả định một vài sản phẩm kỹ thuật cao, tiến hành cải tạo địa cầu cải tạo địa cầu từ hân la bình la hải đều kinh ngạc nhìn về phía la phong từng la phong gật đầu địch luân la phong hô đồng thời thanh âm truyền vào phòng cách đó một km vèo địch luân chợt xuất hiện điện hạ địch luân chào còn la bình la hải từ hân lập tức thái độ trở nên nghiêm chỉnh dù sao địch luân cũng là một vị thần linh bất hủ Nói cho họ biết về kế hoạch cải tạo địa cầu của ta đi." La Phong nói. Từng địch luôn nhìn về phía Từ Hân, La Bình, La Hải. Điện hạ là đệ tử chân diễn vương, hơn nửa lần đầu tiên tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Tuyệt đối là một trong những tinh anh nhất của công ty Vũ trụ giả định. Còn công ty Vũ trụ giả định vô cùng trọng thị thiên tài, mà tộc quần khác trong vũ trụ cũng sẽ trọng thị. Từ Hân, La Bình La Hải cả kinh. Vũ trụ chẳng hề hòa bình. Chiến tranh luôn được duy trì, địch luôn nói vô số chiến sĩ từ các quân đội vũ trụ của các quốc gia vũ trụ liên tục ngã xuống. Nhưng những người ấy chỉ có thể xem như bia đỡ đạn. Thiên tài tuyệt thế như Điện Hạ mới là sự uy hiếp đối với các tộc quần kia. Với thiên phú như Điện Hạ, chỉ cần không ngã xuống thì việc trở thành thần linh bất hủ cấp phong hầu quả thực là ván đã đóng thuyền cho dù trở thành bất hủ thần linh cấp phong vương cũng có hy vọng. Thậm chí còn có chút hy vọng trở thành vũ trụ quốc chủ cao cao tại thượng. Đối với thiên tài tuyệt thế bực này, nhân loại trọng thị, tộc quần khác cũng trọng thị. Nhân loại trọng thị là để bồi dưỡng, còn tộc quần khác trọng thị để sớm tiêu diệt. Địch Luân nói, còn Từ Hân, La Bình, La Hải thì đều biến sắc. Địch Luân cười nói, nhưng xin yên tâm, một vài tinh anh tộc quần khác có thể tìm phục trong nhân loại, cũng sẽ không dám tiện bộc lộ ra. Dù sao tìm phục vào đây mà không bị chúng ta phát hiện, là một việc không dễ dàng gì. Hơn nữa thiên tài tuyệt thế, dù sao cũng chưa chính thức trưởng thành, địa vị nhiều nhất là đánh đồng với thần linh bất hữu cấp phong hầu. Địch Luân nói, nhưng trên thực tế muốn phá giải không gian bí pháp đi tới địa cầu, tối thiểu cũng phải là thần linh bất hữu cấp phong hầu tinh thông không gian. Cho dù như thế, thần linh bất hủ cấp phong hầu đó cũng sẽ không tự mình ra tay bởi vì một khi ra tay hắn sẽ bị lộ ở ngay giữa lãnh thổ quốc gia nhân loại hắn sẽ trốn không thoát đâu la phong gật đầu do đó các ngươi cũng đừng quá lo lắng từ hân la bình la hải đều gật đầu có thể tìm phục vào là việc không dễ dàng với tộc quần ấy một vị thần linh bất hủ cấp phong hầu tìm phục thì cũng có giá trị bằng một bất hủ thần linh cấp phong vương không tìm phục địch luân cười nói họ tiếc người nào càng cường đại lại càng khó tiến vào lãnh thổ quốc gia nhân loại một khi thành công tìm phục ai nấy đều là những quân cờ cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không thể sơ ý để tiêu diệt có rất nhiều thủ đoạn họ có thể dụng độc sử dụng vũ khí tộc cơ giới dùng một vài thủ đoạn kỳ lạ địch luân nói tóm lại có rất nhiều thủ đoạn giết người từ hân la bình la hải đều kinh sợ các ngươi cũng yên tâm mỗi lần cho đặc sứ giám sát ra ngoài nếu sống tại một tinh cầu mà không thể cam đoan an toàn nói thì những thiên tài đó đã chết hết từ lâu rồi địch luân cười nói công ty vũ trụ giả định đã có phương án bảo vệ tinh cầu mà những thiên tài này thường trú ít nhất có thể cam đoan những thiên tài đó ở trong tinh cầu sẽ tuyệt đối chỉ có khi ly khai tinh cầu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc đó mới có nguy hiểm. La Phong cười nói, tin vào năng lực của công ty vũ trụ giả định đi. Được rồi, trùng tộc mẫu xào sao rồi. La Phong hỏi tiếp. Đi tới địa cầu mình có hai việc chủ yếu. Một là cải tạo địa cầu, hai là kế hoạch trùng tộc mẫu xào. Dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đã kiến tạo một tòa cổ bảo vây quanh chỗ đó, lại luôn được canh gác rất nghiêm ngặt từ hân trịnh trọng nói nơi đó đích xác vô cùng nguy hiểm cho dù đám hộ vệ nô lệ canh gác rất chăm chỉ cẩn thận nhưng trùng tộc mẫu xào thỉnh thoảng phun ra nọc độc độc khí tràn ngập mấy năm nay vẫn chết mất ba hộ vệ nô lệ la phong gật gật đầu trùng tộc mẫu xào là một quả bom hẹn giờ trùng tộc mẫu xào địch luân kinh ngạc nói vẫn sống à bên trong có mẫu hoàng trùng tộc ư đúng La Phong mỉm cười gật đầu. Lãi rồi. Điện hạ lãi to rồi. Địch Luân vội tán thưởng. Không lãi gì lắm đâu. Ta đã tra tư liệu, trùng tộc mẫu sào này hẳn là chỉ có thể xem như cấp giới chủ. La Phong nói. Địch Luân liền nói, cho dù là trùng tộc mẫu sào cấp giới chủ, cũng có thể đào tạo ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc giới chủ, con trùng tộc mẫu sào này vẫn còn sống. Nếu bán trong vũ trụ, tuyệt đối có thể bán tới trên trăm vạn đơn vị hỗn nguyên nhưng muốn khống chế một con trùng tộc mẫu xào là việc rất khó bắt sống trùng tộc mẫu xào là cực khó khống chế cũng rất khó nhưng một khi hoàn toàn khống chế được một con trùng tộc mẫu xào thì vô cùng lợi hại cho dù mẫu xào chỉ nhiều nhất chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc giới chủ nhưng một khi sinh ra cả một quân đoàn giới chủ rồi quân đoàn trùng tộc giới chủ hợp lực công kích cho dù là thần linh bất hủ cũng phải lánh mặt còn trùng tộc mẫu xào cấp bất hủ lại càng đáng sợ hơn một con trùng tộc mẫu xào có thể chế tạo chiến sĩ trùng tộc bất hủ quả thực là một cơn ác mộng trùng tộc bằng vào đặc tính đáng sợ đó mà có thể tung hoành vũ trụ trở thành một trong tộc quần đỉnh phong của vũ trụ ngày mai ta chuẩn bị đến xem trùng tộc mẫu xào la phong cảm thán lúc nào cũng được từ hân gật đầu Ba, cẩn thận một chút. La Bình nói ngay. Ha ha, yên tâm, cho dù nó không lâm vào trạng thái hôn mê, ta cũng nắm chắc bảo vệ được tính mạng, chứ đừng nói là bây giờ, trong mắt La Phong lóe lên vẻ chờ mong. Trùng tộc mẫu xào, từ sau khi gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, La Phong vẫn luôn ghi nhớ tận đáy lòng. Sư phụ Hô Diên Bác không có biện pháp khống chế trùng tộc mẫu xào, nhưng công ty vũ trụ giả định lại có dù sao trong nhân loại cũng có việc mua bán giao dịch trùng tộc mẫu xào đó là lý do vì sao địch luân có thể nhanh chóng đưa ra một cái giá mua bán trên thị trường có thể có mua bán vậy có thể thấy được tuyệt đối phải có bí pháp khống chế nhưng khi la phong còn ở thái sơ bí cảnh hắn không tìm được tư liệu bí pháp nào cả còn sau khi trở thành thành viên nguyên thủy bí cảnh quyền hạn của la phong được đề cao rốt cục cũng ra được muốn khống chế trùng tộc mẫu xào từ lâu, trong tám quốc gia vũ trụ nhân loại, đã tạo ra được 29 loại phương pháp khống chế, đều rất khó khăn. 29 loại bí pháp này rõ ràng tốt hơn hồn ấn của Hô Diên Bắc sáng chế. Nhưng nô lệ hồn ấn trong hồn ấn lại rất độc đáo. 29 loại bí pháp, điều kiện tu luyện cũng khác nhau. Có bí pháp là phải là thần linh bất hủ mới có thể khống chế được con trùng tộc mẫu xào chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc giới chủ, hoặc yêu cầu vũ trụ quốc chủ mới có thể khống chế trùng tộc mẫu xào chế tạo ra thần linh bất hủ có bí pháp giới chủ nhân loại là khống chế được trùng tộc mẫu xào chế tạo chiến sĩ trùng tộc giới chủ tuy nhiên rất khó tu luyện giá cũng đắt hơn trước khi chưa nhận ma âm thần tướng truyền thừa e rằng cho dù tới cấp giới chủ ta cũng không nắm chắc có thể thu phục được trùng tộc mẫu xào la phong thầm nghĩ nhưng sau khi nhận truyền thừa ma âm thần tướng chấn phúc niệm lực của ta đã đạt tới 3.200. Đây là cấp độ mà rất nhiều thần linh bất hủ nhận được từ truyền thừa. Rất nhiều thần linh bất hủ đều tới được bậc cuối cùng của giai đoạn đầu tiên truyền thừa. Thần linh bất hủ có thể đi vào đó, bình thường đều là cấp phong hầu hoặc cấp phong vương, tồn tại như vậy mà nhận xong truyền thừa, chấn phúc niệm lực cũng chỉ chừng 3.000 thôi. Bởi vậy có thể thấy được chấn phúc niệm lực chừng 3.000 kỳ thật là vô cùng ghê gớm chấn phúc niệm lực của ta cao như vậy, vừa vặn thích hợp với vạn tâm khống hồn bí pháp trong 29 loại bí pháp. Yêu cầu quan trọng nhất của loại bí pháp này là phải chuyên tâm đa dụng. Tới tầng cao nhất yêu cầu chuyên tâm vạn dụng. La Phong thầm nói, chờ khi ta đạt tới cấp giới chủ, có thể sử dụng vạn tâm khống hồn bí pháp hoàn toàn, sẽ khống chế con trùng tộc mẫu xào đó. Nhưng, đến lúc đó ta phải bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy đi mua bí pháp La Phong mắt tỏa sáng, chỉ cần có thể khống chế một con trùng tộc mẫu xào, giá đắt bao nhiêu cũng chẳng là gì cả. Khống chế một con trùng tộc mẫu xào, bồi dưỡng một con trùng tộc mẫu xào thì tương lai sau này sẽ càng ngày càng kinh người. Nhưng La Phong ngược lại vẫn chờ mong sau này trùng tộc mẫu xào sẽ phát triển hơn nữa, tốt nhất là con trùng tộc mẫu xào tương lai có thể chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ. Vậy mình thật sự rất ghê gớm nhưng la phong cũng hiểu loại trùng tộc mẫu xào này là loại vô cùng hiếm có trong cả trùng tộc xác suất tiến hóa còn khó hơn so với kim giác cự thú đột phá tới thần linh bất hủ ngàn lần vạn lần không thể hy vọng xa vời có thể khống chế một con trùng tộc mẫu xào bình thường cũng rất ghê rồi chế tạo một quân đoàn trùng tộc giới chủ quân đoàn công kích tập thể chật chật la phong rất chờ mong Trùng tộc vì có thể thông qua tinh thần niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng mà tiến hành chỉ huy như một khối vô số công kích của trùng tộc có thể hợp thành một khối vô số năng lượng của chiến sĩ trùng tộc công kích hợp thành một khối đó quả thực quá nghịch thiên đây là sự đáng sợ của trùng tộc ta tu luyện trên địa cầu vài chục năm sau có thể bước vào cấp giới chủ rồi đến lúc đó có thể suy nghĩ việc học vạn tâm khống hồn bí pháp học xong Thực lực cũng khoảng chừng đủ để khống chế con trùng tộc mẫu sào. La Phong thầm chờ mong, dù sao, thể nội thế giới cấp giới chủ cũng sẽ phát sinh biến hóa mang tính căn bản. Thể nội thế giới có thể cho sinh mạng vào trong. Kim giác cự thú chưa tới giới chủ, nếu bỏ người vào đó sẽ bị luyện hóa. Luyện hóa chịu nổi thì thể nội thế giới sẽ tan vỡ. Cấp giới chủ. Thể nội thế giới cũng giống như thể nội thế giới của nhân loại giới chủ có thể cho sinh mạng vào trong. Cái khác nhau là Thể nội thế giới của kim giác cự thú khổng lồ vô cùng. Đặt trùng tộc mẫu sào vào thể nội thế giới, không ai biết được. Đến lúc đó lặng lẽ luyện hóa. La Phong thầm nói, hơn nữa đến lúc đó, thể nội thế giới ta sẽ rất khổng lồ, rất thích hợp cho trùng tộc mẫu sào đào tạo ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Bình thường đào tạo ra vô số chiến sĩ trùng tộc vào thời điểm mấu chốt toàn bộ thả ra để chiến đấu. La Bình, La Hải đều đã nghỉ ngơi, hai vợ chồng La Phong, Từ Hân đương nhiên trở lại chỗ ở của mình. Trên giường, Từ Hân ôm La Phong, nói nhỏ, "Phong, có chuyện ta phải nói với ngươi." "Cái gì?" La Phong vuốt mái tóc dài của lão bà, "Ngươi cũng đã phát hiện, địa cầu biến hóa rất lớn so với cảnh năm đó ngươi đi giỏi Từ Hân nói." Cải tạo địa cầu hoàn toàn là do La gia ta xuất tiền xuất lực." La Phong gật đầu. "Rất bình thường. La gia không ra tiền xuất lực, ai xuất? Trong quá trình cải tạo địa cầu, vì cải tạo đại quy mô, do đó đào xuống rất sâu, phá núi xây đường ngầm vân vân. Do đó chúng ta đã phát hiện ra một vài di tích và vật phẩm trên địa cầu." Từ Hân cười nói, "Di tích vật phẩm, có mấy thứ là từ một thời đại văn minh nào đó lưu lại." Mấy năm nay rất nhiều vật phẩm đều được chúng ta nghiên cứu rồi. Nhưng có một vật phẩm vẫn không thể nghiên cứu hiểu ra là gì cả. Hả? La Phong kinh ngạc. Địa cầu từ rất lâu trước kia đã bị những quốc gia vũ trụ khác quản lý, chỉ là sau đó bị Hô Diên Bác cưỡng ép chiếm lĩnh mất, do đó tự nhiên có một vài vật phẩm di tích nào đó. Nhưng, La Gia bây giờ có địa vị quyền thế cực cao, nghiên cứu vật phẩm không ra thì thật sự quá lạ. Vật phẩm này, dùng nhiệt độ cao sánh ngang với nhiệt độ bên trong mặt trời cũng không thể làm thương tổn nó một chút nào. Ngay từ đầu chúng ta nghiên cứu vô cùng cẩn thận. Nhưng sau này càng lúc càng làm mạnh, nhưng thật sự vẫn không có cách nào thương tổn được nó. Vật phẩm này ít nhất cũng có độ cứng kim loại cấp ép, nhưng nó cũng là vật phẩm được chế tạo rất tốt. Hơn nữa tuyệt đối không phải là bất kỳ một thứ kim loại cấp ép nào có thể ra được trong công ty vũ trụ giả định. La Phong kinh hải biến sắc. Ít nhất có độ cứng kim loại cấp F. Nhưng lại không phải là một loại kim loại cấp F. Hợp kim cấp F. Trong vũ trụ mênh mông, về vấn đề hợp kim, có thể có kết luận như sau. Một đúng là hợp kim cao nhất là cấp E2. Nhưng nói có thứ hợp kim vượt qua cấp E, cũng đúng nốt, nhìn như tự mâu thuẫn, nhưng trên thực tế là kết luận cho ra từ hai góc độ bất đồng. Vì trong vũ trụ mênh mông, các chủng tộc khác khi chế tạo nhiều nhất là hợp kim cấp e chỉ có tộc cơ giới mới có hợp kim vượt qua cấp e nhưng đó là sau khi sinh mạng trí năng của tộc cơ giới lột xác thành thần linh bất hủ dung hợp với thân thể trên hợp kim làm thân thể trên hợp kim sinh ra tiến hóa trở thành hợp kim vượt qua cấp e nói cách khác trong vũ trụ hợp kim vượt qua cấp e kỳ thật chỉ có một loại thân thể của thần linh bất hủ tộc cơ giới còn chính thức nói tới chuyện này thì tộc cơ giới cũng căn bản không có cách nào chế tạo được. Món đồ đó nhìn như một khối. Từ hân nói rất nhỏ. Vật phẩm đó đâu? La Phong vội truy vấn. Chất liệu thân thể tộc cơ giới giống như một khối, ít khi là một mảnh nhỏ. Được ta bỏ vào tàn bảo khố số một của gia tộc rồi. Từ hân nói. Tàn bảo khố trên địa cầu à. La Phong không nhịn được. Đưa ta đi xem các gia tộc cổ xưa đều lưu lại tàn bảo khố, phòng ngừa tương lai gia tộc suy tàn vẫn có thể vùng dậy. Còn tàn bảo khố, thường là gửi ở ngân hàng, có khi giấu ở một vài nơi không ngờ trong vũ trụ, thậm chí còn ở trên những tinh cầu khoáng vật không tên. La Gia có 12 tàn bảo khố. Chỉ có tàn bảo khố số 1 là để trên địa cầu. Vật phẩm khác bên trong tàn bảo khố đều không phải quá quý giá. Cộng lại, giá cũng chừng một đơn vị hỗn nguyên thôi. Từ hân đi trong thông đạo ngầm, hai bên đầy thiết bị laser, đỉnh thông đạo còn có chút những cơ quan bí ẩn khác, đều là do từ hân lấy thân phận thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định mua về kẹt kẹt tàn bảo khố cánh cửa kim loại tự động mở ra. Đó là nó. Từ hân từ một chỗ khuất, lấy ra. La Phong liếc mắt nhìn lại. Đây là một miếng thuần kim loại đen, tầng ngoài còn có vài hoa văn, chỉ là khối kim loại này hẳn là là đã bị đập vỡ vụn. Hoa văn rất bình thường. Từ hân nói, không phát hiện ra cái gì đặc thù, nhưng khối kim loại vỡ này, không phải là một loại kim loại cấp ép, cũng không có biện pháp phá nó ra. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán thời gian ở vùng đất khai thác nó, miếng kim loại vỡ này đã ở dưới đất tối thiểu 6 ức năm, nhưng nó vẫn không hề có dấu vết bị mục nát, hả? La Phong nghi hoặc nhận lấy miếng kim loại. Vừa cầm đã không khỏi cả kinh. Nhẹ quá! Khối kim loại này vì đã bị vỡ nát nên có 6 cạnh. Cạnh dài nhất là 11.2 cm, ngắn nhất là 3.1 cm, hiển nhiên chỉ là một mảnh kim loại đen lớn bằng bàn tay. Nhưng sức nặng lại cảm giác như một cây bút chì thôi. Hả? La Phong cẩn thận quan sát khối kim loại kỳ dị được phát hiện trên địa cầu này, vuốt ve miếng kim loại đen chỉ to bằng bàn tay, cảm giác thấy nó băng giá, nhẵn bóng, giống như ngọc thạch. Phong Miếng kim loại đen rốt cuộc là thứ gì thế, ngươi có biết không? Từ hân hỏi. La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu. Mình chưa bao giờ thấy loại kim loại đen này. Thậm chí trong truyền thừa ký ức khổng lồ của kim giác cự thú, mình đã từng nghiên cứu rất kỹ về kim loại cấp F thậm chí cấp D, nhưng đến cả trong truyền thừa ký ức kim giác cự thú cũng không hề có loại vật chất này. Ba ba tháp, ngươi biết không? La Phong dùng ý thức hỏi. Đã sang dụng cụ sang không thể thăm dò được tin tức gì. Không thể thẩm thấu. Ta cũng chưa bao giờ thấy miếng kim loại đen này. Ba ba tháp dùng thanh âm hơi nghi hoặc vang lên trong đầu La Phong. La Phong đột nhiên hai tay cầm miếng kim loại đen. Hắc. Trong mắt La Phong lóe lên lệ mang, quát khẽ một tiếng, hai tay dùng sức bẻ mạnh. Là một cường giả cấp vực chủ bậc chính, hoàn toàn có thể làm một tinh cầu có sinh mạng diệt chủng nhưng lực đạo đáng sợ đó tác dụng vào miếng kim loại nho nhỏ lại không có chút ảnh hưởng rung động nào cả. Giống như sức mạnh của La Phong đối với nó cũng như một con ve bám trên thân cây cổ thụ thôi. Miếng kim loại này thật cổ quái. La Phong nghi hoặc nhíu mày. Đi, chúng ta về trước. La Phong dẫn thê tử, ly khai tàn bảo khố. Trên lan can phòng ngủ, La Phong lặng lẽ ngồi trên sân thượng. Lúc này đã là đại khái 3-4 giờ sáng ánh trăng cao cao chiếu rọi bầu trời đêm. Gió mát đêm khuya ngày mùa hè cũng xuyên qua cửa sổ thổi vào. Quốc ty mốc ta quyền hạn của bây giờ, có thể tra được rất nhiều tư liệu về vật chất thần kỳ trong công ty vũ trụ giả định. Toàn bộ tư liệu cơ hồ đã xem cả rồi. Hơn nữa ta cũng xem qua trong truyền thừa ký ức kim giác cự thú những tin có liên quan tới một vài kim loại và vật chất kỳ lạ rồi quatatatiman là phong vuốt ve miếng kim loại đen trong tay quatatiman nhưng vẫn không hề có tin tức gì Qua ta man, quốc ti timan định vì địa vị quatatatiman là phong mắt tỏa sáng la phong hiểu rõ mình mặc dù địa vị cao nhưng chỉ cần trong tộc nhân loại cũng có rất nhiều người gió địa vị cao hơn mình nhiều tỷ như mình là thành viên nguyên thủy bí cảnh có quyền hạn nhìn như rất cao nhưng thật ra còn có quyền hạn của các bất hủ thần linh cấp phong vương còn cao hơn mình nhiều còn quyền hạn của sư phụ chân diễn vương thì phỏng chừng cao hơn cấp phong vương bình thường một chút. Trên đó, còn có các vũ trụ quốc chủ. Tóm lại, cho dù trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, mình đã chỉ có thể xem như là tầng cao, nhưng lại không tính là lãnh đạo chính thức. Số lượng biết được tin tức cũng ít hơn. Quy ti tầng, vội truyền thừa ký ức các thế hệ kim giác cự thú mà cũng không tìm thấy vậy miếng kim loại đen này thật sự rất đặc thù Quatatiman quả phong nhìn chằm chằm vào nó là bảo bối tuyệt đối là bảo bối của timon tầng ngoài của mảnh vỡ miếng kim loại đen này trông rất bình thường Quatatiman la phong dáng mắt nhìn thị lực mắt thường nếu quan kháng giải phẫu một vài mảnh nhỏ thậm chí còn có thể thấy rõ ràng cả những tế bào và nhân tế bào bên trong thế mà vẫn không tìm thấy cái gì đặc thù cả Quất tim thường của ta nhìn không ra, dùng niệm lực thử xem. Niệm lực dò xét có thể rõ ràng hơn. Qua ta ti la phong động tâm ý, xoẹt niệm lực vô hình, vô sắc, thành những sợi tơ vô cùng nhỏ nhẹ nhẹ ôm nhu quét trên miếng kim loại đen. Ừm. La phong biến sắc, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Ha ha. Nguyên lai like là như vậy, thật là đặc thù. La phong đôi mắt kinh hỉ lóe sáng. Khi hắn khống chế niệm lực nhỏ như sợi tơ quét qua mảnh kim loại đen, những sợi tơ niệm lực lại căn bản không chạm vào tới miếng kim loại. Giống như miếng kim loại này là không khí vậy. Sợi tơ niệm lực ngược lại quét thẳng vào bên trong miếng kim loại đen, cảm giác được những tầng tầng trở ngại. Quatiman loại bình thường sẽ có hiệu quả ngăn cản niệm lực nhất định, Quatatiman là phong kích động vô cùng, Quatatiman nhưng miếng kim loại này dưới sự thăm dò của niệm lực lại như không khí có lẽ nó cũng không phải là một miếng kim loại, mà là vật chất gì đó khác có độ cứng rắn vô cùng đáng sợ. Lại có lẽ là một miếng kim loại vô cùng đặc thù. Tóm lại, niệm lực có thể thẩm thấu đi vào Quatatiman Quatitoman xem nó có cái gì, Quatatiman là phong khống chế niệm lực. Mấy trăm sợi niệm lực như những cây kim theo, tiến vào trong miếng kim loại đen, gặp phải tầng tầng trở ngại, cố gắng như những mũi khoan phá đi tầng tầng trở ngại này khoảnh khắc Ta tatiman Mang sắc mặt la phong khẽ biến cảm giác được niệm lực cố như thế nào cũng không thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn Mang không sâu hơn được Qua Ti Mang Qua không tin Mang la phong nheo mắt thể nội thế giới trên đại lục mênh mông con kim giác cự thú liên miên như sơn mạch đang ngẩng đầu phát ra một tiếng trống to đồng thời những hoa văn kỳ bí trên bốn cây sừng nhọn ở trán nó đồng thời lóe lên Bí pháp thiên phú cường hóa Chẳng những thân thể kim giác cự thú được cường hóa mọi mặt, mà đến cả linh hồn kim giác cự thú cũng vậy. Linh hồn trong nguyên hạch cũng được cường hóa. Suốt Trong phòng ngủ sân thượng, La Phong ngồi đó, đôi mắt như điện. Hiện tại thân thể nhân loại địa cầu của hắn là cấp vực chủ bậc chính. Còn kim giác cự thú cũng là cấp vực chủ bậc chính, đã đồng cấp đồng giai rồi. Do đó linh hồn bên trong nguyên hạch sau khi được cường hóa thì khi thi triển ra niệm lực, thân thể nhân loại vẫn có thể chịu được mà không gặp phải tình huống tan vỡ. Giả thiết thân thể nhân loại vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ bậc chính, niệm lực bên trong nguyên hạch linh hồn sẽ không thể thông qua nhân thể mà thi triển được. Vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, thân thể nhân loại sẽ chịu không nổi. Bình thường trên nhau 2-3 cấp, thì thân thể vẫn có thể chịu được. Xoẹt, Quy lực do những quy luật khó hiểu trong vũ trụ ảnh hưởng tăng vọt. Lập tức cản trở La Phong xâm nhập vào miếng kim loại đen trong tay. Âm âm, hài tử của ta. Những thanh âm lạnh nhạt vang lên trong đầu La Phong. Trong nháy mắt ý thức La Phong đã lâm vào huyển cảnh ẩn chứa trong thanh âm. Hồi lâu sau La Phong ngồi ngoài hành lang đột nhiên thân thể rung lên, vẻ mặt dữ tợn. La Phong nghiến răng, mở bừng mắt. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ phải loại huyển cảnh như vậy. La Phong đổ mồ hôi trán rơi. Đây là những huyễn cảnh quỷ dị nhất từ trước tới nay mình gặp phải. Khác với những gì La Phong biết. Bí pháp các huyễn cảnh nhân loại, bình thường bí pháp huyễn cảnh đều chỉ vào tâm tình, căn cứ vào dục vọng, nội tâm vân vân, làm cho người ta lâm vào huyễn cảnh không thể tự kềm chế. Nhưng huyễn cảnh vừa rồi, thuần túy là một loại huyễn cảnh ghê gớm. Theo thanh âm huyền diệu từ huyễn cảnh, liên tục được sinh ra. Khi La Phong phá vỡ một huyễn cảnh thời, e rằng lại có nhiều hơn huyễn cảnh sinh ra. Việc này dẫn đến, cho dù La Phong không ngừng phá vỡ huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh sinh ra lại càng ngày càng nhiều, làm La Phong có một loại cảm giác lâm vào vực sâu không đáy. Qua Mang phá vỡ gần vạn cá huyễn cảnh, cuối cùng huyễn cảnh vô tận liên hoàn lại tự động tan vỡ. Qua Mang La Phong hít sâu một hơi, niệm lực bên trong kim loại đen tiếp tục chui sâu vào. Đột nhiên cả đám văn tự tin tức không ngừng dung nhập vào niệm lực La Phong, được La Phong ghi lại. Khoảnh khắc sau, tin tức văn tự truyền lại đã chấm dứt. Quatatiman, Quatatiman, tatiman là một vật phẩm kỳ lạ chứa đựng tin tức truyền thừa. Quatatiman La Phong vuốt miếng kim loại đen vẽ nghi hoặc Quatatiman văn tự tin tức này cũng là loại chữ vuông. Nhưng ta lại không thể biết được là gì tatiman cả đám chữ vuông. Những tin tức này tổng cộng có 36.923 văn tự. đáng tiếc, La phong không biết gì cả. qutatiman giác rất giống như một vài loại văn tự cổ đại cổ văn hoa hạ nhưng vẫn không phải qutiman tốc độ tính toán của ý thức La phong rất kinh người, đều đã từng tìm hiểu về những văn tự một vài loại văn tự huyền diệu khó giải thích của văn hóa cổ hoa hạ. Còn những văn tự mình tìm được từ miếng kim loại đen này mặc dù cùng loại nhưng lại không phải là nó, Ba ba tháp. La phong hô. Hả? Tra được cái gì rồi? Ba ba tháp vội truy vấn. Ngươi biết những chữ này không? La phong lựa chọn ra một cái văn tự rất phức tạp, đủ chính nét bút, viết thẳng ra không khí. Cái này, cái này. Ba ba tháp khiếp sợ nói, đây là chữ của diễm thần tộc. Diễm thần tộc. La phong nghi hoặc giật mình vội cẩn thận tìm trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú. Chẳng mấy chốc đã tìm được những tin tức có liên quan tới diễm thần tộc. Diễm thần tộc, một trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ mênh mông, thuộc loại tộc quần cường đại, không thể trêu vào. Tư liệu trong truyền thừa ký ức cực ít, chỉ nhắc nhở trọng điểm là không thể trêu vào mà thôi. Ba ba tháp, ngươi biết về diễm thần tộc bao nhiêu? La Phong truy vấn. Lúc ta đi theo chủ nhân, căn bản không nghe nói qua về diễm thần tộc. Ba ba tháp nói, nhưng, khi ngươi trở thành thành viên nguyên thủy bí cảnh, ta với tư cách là trợ lý giả định của ngươi, đương nhiên là có thể giúp ngươi ra trong hệ thống. Do đó, với quyền hạn của ngươi, ta đã tra được rất nhiều tư liệu, rồi ghi lại vô số tư liệu đó xuống. La Phong nở nụ cười. Bình thường khi mình tu luyện, ba ba tháp nhàm chán đi thu thập các loại tư liệu. Nói về diễm thần tộc xem nào. La Phong truy vấn. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần. Những tộc quần đã có thể sống sót, mỗi tộc đều không thể coi thường. Ba ba tháp bắt đầu miêu tả, đương nhiên nhân loại, trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc vân vân đều thuộc loại tộc quần đỉnh cao. Tộc quần đỉnh cao, thuộc loại những tập hợp đứng trên đỉnh cao ở vũ trụ, họ đều có thế lực vô cùng đáng sợ. Như trùng tộc. Trùng tộc vô cùng đoàn kết, tư tưởng có thể hợp thành một khối. Hơn nữa một vài trùng tộc mẫu sào lợi hại có thể sản xuất hàng loạt ra chiến sĩ trùng tộc bất hủ, biển côn trùng vô cùng vô tận, nên một trùng tộc mẫu sào cũng có thể dễ dàng chiếm lĩnh một tinh vực. Tộc cơ giới, một tộc nhân tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Người chức càng cao trong tộc cơ giới, lại càng đáng sợ. Chỉ cần rất nhiều loại vũ khí khoa học kỹ thuật cũng đã có thể dùng để giết chết thần linh bất hủ rồi, nhân loại, thân thể cũng có thể độc lập phát triển, tính độc lập rất mạnh hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ trong số lượng khổng lồ đồ đó có thể sàng lọc ra rất nhiều thiên tài bồi dưỡng ra rất nhiều tuyệt thế cường giả có thể tung hoành vũ trụ ba ba tháp nói ngay có lẽ nếu nói về thân thể thì nhân loại không đáng sợ bằng cường giả đỉnh cao trùng tộc cường giả đỉnh cao tộc cơ giới nhưng nhân loại lại có rất nhiều thân thể cường đại tóm lại tộc quần đỉnh cao có hai ưu thế lớn một là vũ lực đỉnh cao mạnh hay là có thể thi triển chiến thuật biển côn trùng chiến thuật cơ giới hải dương chiến thuật biển người ngoại trừ các tộc quần đỉnh cao còn có một vài chủng tộc khác số lượng rất ít nhưng thân thể lại cực kỳ cường đại do đó trong vũ họ trụ cũng chiếm được địa vị nhất định địa vị của cao hoặc thấp ba ba tháp nói một vài chủng tộc nhỏ yếu sớm trở thành nước phụ thuộc hoặc bị chiếm còn diễm thần tộc nhất định là một chủng tộc độc lập thần bí cường đại dân cư của họ ít, do đó chiếm cứ địa bàn cũng không lớn. Vì trong diễm thần tộc, cũng có rất nhiều siêu tồn tại, hơn nữa địa bàn cũng không quá lớn. Do đó nhân loại, trùng tộc và một vài tộc quần đỉnh cao cũng không muốn treo vào họ, làm như vậy là lợi bất cập hại. La Phong gật gật đầu, căn cứ theo những tư liệu mà hắn tìm thấy trong truyền thừa ký ức. Tộc quần Có thể đại khái phân thành tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu nhân loại là loại tộc quần đỉnh cao diễm thần tộc là một loại tộc quần cường đại tộc quần kim giác cự thú kém hơn diễm thần tộc một chút chủ yếu là do thân thể kim giác cự thú thật sự là quá hiếm một con voi và một ức con kiến không hề nghi vấn gì những con kiến mạnh hơn ngươi vừa rồi thấy văn tự viết chính là văn tự của diễm thần tộc ba ba tháp nói lịch sử diễm thần tộc rất cổ xưa. Nó là một tồn tại lâu dài nhất trong vũ trụ. Miếng kim loại đen đó đã ở trên địa cầu trên 6 ước năm, cũng có thể giải thích được. Dù sao lịch sử diễm thần tộc cũng đã vượt xa 6 ước năm. Diễm thần tộc có thể có loại kim loại kỳ lạ này sao? La Phong nghi hoặc, trong truyền thừa ký ức của ta, rồi quyền hạn của ta nữa, cũng không thể phát hiện ra tư liệu về loại kim loại này trong mạng vũ trụ giả định đầu tiên la phong ngươi cần phải hiểu truyền thừa ký ức của ngươi là các tiền bối những đời trước tổng cộng truyền thừa lại những tiền bối kim giác cự thú đó nguyện ý thông qua huyết mạch truyền thừa lưu lại tư liệu cho đời sau từ đó ngươi mới có thể nhận được những tư liệu quá thần bí có lẽ các tiền bối của ngươi cũng không muốn lưu lại la phong giật mình đúng vậy tiếp theo diễm thần tộc với tư cách là một tộc quần cường đại số lượng rất ít thế mà có thể trở nên một tộc quần cường đại ít nhất việc nó có thể hủy diệt một quốc gia vũ trụ cũng vô cùng dễ dàng ba ba tháp nói nó cường đại thần bí rất ít tiếp xúc với ngoại giới mỗi tộc quần đều có một chút gì đó đặc biệt ngươi biết gì về họ chứ ba ba tháp nói đương nhiên tin tức bên trong miếng kim loại này là văn tự diễm thần tộc cũng không có nghĩa nhất định là vật phẩm của diễm thần tộc dù sao cũng có không ít nhân vật vĩ đại biết văn tự Diễm thần tộc. La Phong gật gật đầu. Phương pháp đơn giản nhất là ngươi trước hết hãy học văn tự Diễm thần tộc, sau đó phiên dịch ra xem nó nói gì là biết ngay." Ba Ba Tháp nói. "Ha ha." La Phong cười gật đầu. Văn tự Diễm thần tộc và văn tự tiếng Hán có cùng một điểm chung, đều là chữ vuông. Tất cả những văn tự cổ quái của Diễm thần tộc cộng lại Tổng cộng cũng chỉ mấy vạn văn tự. Kỳ thật tựa như chữ Hán, trong lịch sử, nếu tất cả chữ Hán khác nhau cộng lại có lẽ rất nhiều, nhưng trên thực tế rất nhiều thứ đã bị bỏ đi, chính thức cũng chỉ sử dụng mấy ngàn văn tự thôi. Mấy ngàn văn tự hợp thành một văn minh ngôn ngữ đầy đủ. Văn tự Diễm thần tộc, với ý thức và trí nhớ La Phong, vẹn vẹn chỉ toàn bộ xem qua một lần là toàn bộ nhớ kỹ, những văn tự thần bí mà cũng đơn giản thật, rất giống chữ Hán. La Phong đồng thời bắt đầu phiên dịch văn tự trong miếng kim loại đen khiếm khuyết vừa tìm được. Nội dung tin tức, chính kiếp, sinh mạng loại huyết nhục chủ yếu là thân thể và linh hồn. Tầm quan trọng hai thứ này là tương đương. Bản điển tịch chủ nghiên cứu thân thể, thay đổi kết cấu nội tại của gen trong cơ thể, làm thân thể dần dần phát sinh biến hóa, rồi gen trong cơ thể chủ động phát sinh tiến hóa, sau đó tổng cộng có 829 văn tự. Tu luyện sẽ có nguy hiểm chín kiếp, mỗi một kiếp khi tu luyện, một khi thất bại sẽ làm cho linh hồn và thân thể tan vỡ, chết ngay. Kiếp đầu tiên. Sau đó có 31.231 văn tự, kiếp thứ hai. Sau đó có 92 văn tự. Kiếp thứ ba. Sau đó có 71 văn tự. Kiếp thứ chín. Sau đó có 1.292 văn tự. Đây là một bộ bí điển tu luyện rất thần bí, tổng cộng hơn 3 vạn văn tự, tuy nhiên đã bị khiếm khuyết không được đầy đủ thậm chí đến cả tên của bí điển cũng khiếm khuyết tên bí điển có bốn chữ hai chữ đầu là cửu kiếp còn hai chữ sau thì không biết mẹ kiếp dựa theo nội dung thiên đầu tiên miêu tả thiên bí điển này tổng cộng có chín kiếp nhưng khi phiên dịch ra thì xem ra vẻn vẹn chỉ có nội dung tu luyện kiếp đầu tiên là đủ kiếp thứ hai tới kiếp thứ chín đều không được đầy đủ la phong nhìn miếng kim loại khiếm khuyết trong tay miếng kim loại này rõ ràng là không trọn vẹn do đó tin tức ẩn chứa cũng không trọn vẹn nhưng thoạt nhìn nó ẩn chứa nội dung phần đầu của thiên bí điển này nhưng chỉ cần quan kháng một bộ phận đầu tiên đã làm cho la phong phải kinh hãi rồi vì khác với những bí pháp mà la phong đã từng tiếp xúc rất nhiều bí pháp đều là những phương pháp vận dụng quy luật bí pháp chiến đấu cho dù loại như bản tôn thiên địa cũng chỉ làm cho kích cỡ thân thể biến hóa mật độ gia tăng La Phong chưa bao giờ nghe qua có bí pháp làm gen trong cơ thể chủ động tiến hóa. Tiến hóa nhảy vọt gen trong cơ thể, cũng chỉ có vài lần, từ cấp học đồ tới cấp hành tinh, cấp hành tinh tới cấp hành tinh, cấp hành tinh tới cấp vũ trụ, cấp vũ trụ tới cấp vực chủ, cấp vực chủ tới cấp giới chủ. La Phong thầm nói, dù cho đột phá vài cửa khẩu, mới có thể tạo thành bước nhảy vọt về gen trong cơ thể. Còn từ bậc 1 tới bậc 9, lại là tích lũy về lượng nhưng dựa theo bộ bí pháp này cho dù đạt tới giới chủ bậc chính đỉnh cao tu luyện bộ bí pháp này vẫn có thể thúc đẩy gen trong cơ thể tiếp tục tiến hóa la phong khó có thể tin thân thể tiến hóa linh hồn tiến hóa đây đều là mỗi lần đột phá cửa khẩu tự nhiên sẽ phát sinh la phong cũng không hiểu nhiều về nguyên lý thuần túy là một loại quy tắc vận chuyển trong vũ trụ mênh mông cũng giống như quy định quy tắc của vũ trụ rồi. Linh hồn đại hạn là một nghìn kỷ nguyên, cũng quy định đại hạn tuổi thọ cho cấp hành tinh, cấp hành tinh, cấp vũ trụ, cấp vực chủ. Tuổi thọ đại hạn, một trong những quy tắc vũ trụ, loại tiến hóa gen trong cơ thể, cũng là một trong quy tắc vũ trụ. Không gian chủ vũ trụ, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, cũng là một trong những quy tắc vũ trụ. Nhưng bộ bí điển này lại siêu thoát quy tắc vũ trụ. La Phong cảm thấy tim đập thình thịch, nheo mắt, trong đầu không ngừng lóe lên những nội dung mình vừa phiên dịch. Thiên bí điển này cái tên cũng không đầy đủ, cứ tạm cho là bí điển vô danh. Vô danh bí điển. Xuất phát từ gian trong cơ thể. Cho dù là cấp vực chủ bậc chính, cho dù là cấp giới chủ bậc chính, vẫn có thể làm cho gian trong cơ thể tiến hóa một lần nữa. La Phong thầm nói, quả thực không thể nghĩ tới rất nhiều người tu luyện tới giới chủ bậc chính, cường độ thân thể đã đạt đến cực hạn, không thể tăng lên nữa. Cho dù bản tôn thiên địa của kim giác cự thú, cũng chỉ là nén thể tích để gia tăng mật độ, bản thân gian là không thay đổi gì la phong sáng mắt lên. Gian biến hóa, huyết lạc lực. Ta nhớ, một khi ta khu động huyết lạc lực, bản thân gian kết cấu trên móng chân phải của kim giác cự thú nhanh chóng phát sinh biến hóa chỉ cần một cái móng chân phải cũng tương đương với chục lần sức mạnh toàn thân lúc trước la phong thầm nghĩ thân hình kim giác cự thú rất khổng lồ sức mạnh một móng chân phải trong điều kiện bình thường e rằng không tới một phần mười sức mạnh nhưng dưới huyết lạc lực móng chân phải lại bằng mười lần sức mạnh toàn thân trước kia loại gen biến hóa về bản chất này kinh người như thế nào chứ ngoài cửa sổ trời đã dần sáng la phong ngồi trên hành lang chật nuốt nước bọc khan chấn động hoảng sợ vô cùng. Đúng rồi. Hoảng sợ. Cho dù ta thấy được cửu vũ hỗn độn bia, cho dù là thời không tùy bút, những thứ đó đều chỉ là dẫn dắt người ta đi cảm ngộ quy luật vũ trụ. Nhưng cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ, vẫn trong vòng quy tắc vũ trụ. La Phong thầm nói, ta chưa bao giờ nghe qua có thể vi phạm quy tắc vũ trụ, quả thực, các bất hủ đều suy nghĩ về quy luật vũ trụ vân vân, Việc bồi dưỡng thân thể không thể tiến hóa hơn nữa. Nếu họ biết có bộ bí pháp nghịch thiên như thế này, đạt đến cực hạn rồi mà vẫn có thể chủ động tu luyện thúc đẩy tiến hóa thân thể, e rằng sẽ điên cuồng cướp đoạt. La Phong nheo mắt. "Ừm, đương nhiên ta bây giờ cũng có địa vị ở tộc nhân loại, nói cao thì cũng cao, mà nói thấp kỳ thật cũng rất thấp. Dù sao ta không hề chính thức tiếp xúc với lãnh đạo tộc nhân loại. Tộc nhân loại, một trong tộc quần đỉnh cao." những siêu tồn tại tầng cao nhất trong tộc nhân loại có rất nhiều tài nguyên rất nhiều thứ bị lũng đoạn như huyết lạc tinh như xuất vào truyền thừa ma âm thần tướng tóm lại loại tiểu gia hỏa như la phong này rất nhiều cơ hội căn bản không lấy được ta dám khẳng định loại bí điển nghịch thiên có thể thúc đẩy thân thể tiến hóa siêu thoát khỏi quy tắc vũ trụ này tuyệt đối là vô cùng trân quý bất luận làm sao tuyệt đối không thể tiết lộ La Phong thầm nghĩ. Bí điển này là thứ mà vũ trụ ghen ghét. Tổng cộng 9 kiếp, mỗi một kiếp tu luyện thất bại đều sẽ làm linh hồn, thân thể tan vỡ hóa thành tro bụi. Thành công, gen sẽ tiến hóa. Thất bại, kết cấu vật chất hoàn toàn tan vỡ hóa thành tro bụi. Bí pháp tu luyện rất quỷ dị, rất đáng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, La Phong đầu tiên đã tới thần nông giá, nhìn trùng tộc mẫu xào một chút, sau đó nói cho hộ vệ quân dưới trướng mình muốn bế quan tìm tu một lần. Về phần kế hoạch cải tạo địa cầu, thì cho địch luân phụ trách. Trong mật thất gia tộc, tê mật thất trống rỗng không có vật gì, chỉ có một loạt các binh khí. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Bột. La Phong tiện tay rút chiến đao cắm vào giá binh khí. La Phong đưa mắt nhìn huyết ảnh chiến đao trên giá binh khí, bây giờ phân thân ma sát tộc của ta biến thành huyết ảnh chiến đao, còn nguyên hạch thì ở bên trong huyết ảnh chiến đao. Bất luận làm sao, sinh mạng hạch tâm của ta vẫn ở bên trong phân thân ma sát tộc, bất luận bản tôn người địa cầu của ta tu luyện ra sao, cho dù bị hóa thành tro bụi, vẫn có thể sống lại. Bộ bí điển này rất đáng sợ. Nhưng La Phong vừa vặn lại là một loại sinh mạng ít ỏi trong vũ trụ mênh mông này không sợ sinh mạng nguy hiểm. Lúc tu luyện bí điển vô danh, cần tinh cầu linh hồn, tinh cầu nguyên lực làm hai trung tâm, phóng thích ra niệm lực, nguyên lực. Chẳng những dung nhập vào từng tế bào trong thân thể, để tinh cầu linh hồn, tinh cầu nguyên lực và thân thể hình thành một khối rất cân đối, sau đó bắt đầu bí pháp tu luyện thúc đẩy gen trong cơ thể tiến hóa. Một khi thất bại, ba cái cùng tan vỡ. Thân thể, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực, toàn bộ tan vỡ hóa thành tro bụi. Nếu loại huyết nhục sinh mạng bình thường, tinh cầu nguyên lực Tinh cầu niệm lực một khi tan vỡ hóa thành tro bụi thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực lại không quá quá trọng yếu với ta. Chỉ có thể xem như năng lượng mà thôi, La Phong thầm nói, một khi thất bại, không phải chuyện lớn, ngưng tụ lại một thân thể người địa cầu khác thôi. Vù. Hấp. La Phong thở sâu một lần, không khí trong mật thất trọng lớn mấy chục thước giấy lên một cơn cuồng phong. Cuối cùng La Phong từ từ nhắm mắt lại, trong đầu còn lóe lên ba vạn từ nói về việc tu luyện kiếp đầu tiên của bí điển vô danh, sau đó bắt đầu dần dần thử tu luyện lên. Xoẹt. Xoẹt. Một tinh cầu niệm lực quay tiếp, đại biểu cho linh hồn, bay thẳng vào não bộ, vị trí thức hải. Một tinh cầu nguyên lực thì ở trong đan điền. Ba thứ, một khối. Nhất thời tinh cầu niệm lực Tinh cầu nguyên lực cơ hồ đồng thời bắn ra ít 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 sợi tơ năng lượng, nhanh chóng chui vào 7.200 nơi mấu chốt toàn thân La Phong. Thân thể tự thành vũ trụ bên trong, lên. ầm, Tinh cầu nguyên lực và tinh cầu niệm lực chấn động mạnh là bắn thêm ra 36.000 sợi tơ nữa, nhanh chóng dung nhập những nơi khác nhau trong thân thể La Phong. Những sợi tơ năng lượng dày đặc hiểu rõ từng chỗ trên thân thể La Phong, giống như một kinh mạch năng lượng mới tinh, làm tinh cầu nguyên lực tinh cầu niệm lực và thân thể kết hợp chặt chẽ trước đó chưa từng có. Ba thứ hình thành rất hoàn mỹ, tựa như vũ trụ vận chuyển, nhiều tia năng lượng chạy dọc theo 72.000 sợi tơ nhỏ, rồi theo 1.440 sợi tơ chủ không ngừng truyền tống tới các nơi toàn thân. Hoàn mỹ vô cùng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.